Vệ quốc quân xin được chào các bạn. Sau những mũi tấn công thọc sâu vào Huế bị bẻ gãy và tổn thất lớn về lực lượng trong kế hoạch bão táp 3 vào cuối tháng 6 năm 1972, quân giải phóng lúc này dưới chỉ huy chiến dịch khi đó là Thiếu tướng Trần Quý Hai đã được lệnh trở về, chuyển sang mục tiêu phòng thủ các vùng đã chiếm được tại Quảng Trị. Mặc dù bị đẩy lui, thế nhưng những đợt tiến công của quân giải phóng cũng đã khiến Huế lâm vào tình cảnh vô cùng hỗn độn. Bắt đầu từ việc Quảng Trị thất thủ, làm đoàn người gồm cả binh lính và dân thường tháo chạy về phía Nam đã khiến cho thành phố Huế lâm vào tình trạng khủng hoảng. Huế lúc này vừa phải chịu tổn thất nặng từ bên ngoài do chiến dịch bão táp 3 của quân giải phóng, vừa phải đối mặt với tình trạng khó khăn từ bên trong do hàng vạn dân tị nạn từ Quảng Trị kéo vào và tệ nạn do những binh sĩ triệt thoái vô kỷ luật gây nên. Để ổn định tình hình trước mắt và lòng dân, tướng Ngô Quang Trưởng, Việt Nam Cộng Hòa đã ban hành hai sắc lệnh quan trọng. Một là thiết lập Bộ Tư lệnh Tiền phương Quân đoàn 1 tại phía Bắc thành phố Huế với nhiệm vụ chặn đứng mọi cuộc tấn công của quân giải phóng. Hai là lệnh cho tất cả quân nhân đã bỏ đơn vị, lạc đơn vị hoặc không còn đơn vị phải lập tức trình diện. Những quân nhân không theo lệnh sẽ bị bắn bỏ ngay tại chỗ. Sau một thời gian ngắn thi hành, nội bộ Huế đã dần cơ bản ổn định trở lại. Thế nhưng, nỗi lo vẫn còn đó do việc để mất Quảng Trị sẽ tạo điều kiện cho quân giải phóng có thể tấn công vào Huế bất cứ lúc nào. Chính vì thế, ngay sau khi tỉnh Quảng Trị bị chiếm, thì ngày 5 tháng 5 năm 1972, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã chỉ định Trung tướng Ngô Quang Trưởng, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4, làm Tư lệnh Quân đoàn 1 lên kế hoạch chiếm lại tỉnh Quảng Trị. Tướng Hoàng Xuân Lãm, vốn là Tư lệnh trước đó thì bị điều về Bộ Tổng tham mưu, tùy nghi sử dụng. Chuẩn tướng Vũ Văn Giai cũng bị cách chức và phải ra chức tòa án binh, lĩnh án tù vì việc để mất một tỉnh vào tay Cộng sản. Đồng minh Việt Nam Cộng Hòa là chính phủ Hoa Kỳ cũng lên kế hoạch đáp trả Hà Nội. Trước đó, từ ngày 2 tháng 4 năm 1972, Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon đã quyết định sử dụng một lực lượng lớn không quân và hải quân Mỹ trở lại đánh phá dữ dội miền Bắc. Còn trên chiến trường miền Nam, không quân và hải quân Mỹ cũng được huy động tối đa để bắn phá nhằm tiêu hao sinh lực và ngăn chặn các cuộc tiến công của quân giải phóng miền Nam Việt Nam, cũng như chi viện cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa chuẩn bị phản kích chiếm lại các vị trí đã mất. Tướng Ngô Quang Trưởng sau khi lên nắm quyền đã nghi ngờ rằng trong bộ tham mưu quân đoàn 1 có điệp viên tình báo của quân giải phóng miền Nam Việt Nam mà em ruột tướng Lãm, tức bà Hoàng Thị Nhạn, là đối tượng đáng nghi nhất. Thế nên tướng Thưởng đã thành lập ban nghiên cứu kế hoạch phản công độc lập theo chế độ tối mật, không phụ thuộc ban tham mưu quân đoàn do đại tá pháo binh Lê Văn Thân chỉ huy. Ngoài ra, ông cũng chỉ định các sĩ quan chỉ huy mới cho các đơn vị thuộc quyền thuộc sư đoàn thủy quân lục chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa, gồm đại tá Bùi Thế Lân làm tư lệnh, đại tá Nguyễn Thanh Trí làm phó tư lệnh, chuẩn tướng Lê Quang Lưỡng chỉ huy sư đoàn dù quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Kế hoạch chiếm lại Quảng Trị của Ngô Quang Trưởng bao gồm 3 mục tiêu sau: 1. Tái bổ sung, tái phối trí lực lượng để ngăn chặn địch, phòng thủ Huế. Mục tiêu này đến 26 tháng 6 đã thực hiện được. 2. Tái chiếm phần lãnh thổ đã lọt vào tay đối phương. 3. Vãn hồi trật tự, gây lòng tin cho quân, dân, cán, chính, vùng dưới tuyến. Về phía Mỹ, họ cũng lên kế hoạch phối hợp tái chiếm Quảng Trị theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, từ mùng 1 tới mùng 10 tháng 6 năm 1972, trong lúc tướng Thưởng cho thay đổi các lực lượng trên những vị trí tiền phương, Mỹ sẽ giúp không vận các đơn vị dự bị chiến lược được trang bị và huấn luyện tốt từ Sài Gòn ra tăng cường. Giai đoạn 2, từ 11 tới 18 tháng 6 năm 1972, Sư đoàn 1 Việt Nam Cộng Hòa sẽ tấn công vào căn cứ Vejel, trong khi Sư đoàn Thủy quân Lục chiến và Sư đoàn Dù sẽ tấn công dò hướng Bắc Mỹ Tránh, dễ thăm dò lực lượng địch. Giai đoạn 3, từ 19 đến 27 tháng 6 năm 1972, Việt Nam Cộng Hòa sẽ dùng kế nghi binh để đánh lừa các lực lượng đối phương về thời điểm và hướng tiến quân. Mục tiêu là đẩy lùi quân giải phóng miền Nam Việt Nam ra phía Bắc sông Thạch Hãn, sau đó sẽ tấn công Cam Lộ và đổ bộ lên cửa Việt vào khoảng giữa tháng 7. Trong các giai đoạn, không quân Mỹ sẽ huy động tối đa máy bay ném bom hạng nặng B-52, máy bay cường kích và pháo hạng bắn phá nhằm yểm trợ cho lực lượng trên bộ. Phía quân giải phóng miền Nam Việt Nam cũng có sự thay đổi về nhân sự. Theo đó, từ ngày 27 tháng 6, Thiếu tướng Trần Quý Hai được cử làm Tư lệnh chiến dịch thay Thiếu tướng Lê Trọng Tấn, Trung tướng Song Hào được cử là chính ủy thay Thiếu tướng Lê Quang Đạo. Mục tiêu của chiến dịch cũng thay đổi, không còn là chiếm Huế nữa mà chuyển thành phòng thủ, giữ vững vùng giải phóng. Đại lộ kinh hoàng. Trong lúc hai bên đang chạy đua chuẩn bị cho cuộc giao tranh, thì thời điểm này, trên mặt trận truyền thông, phía Việt Nam Cộng Hòa đã tố cáo Hà Nội vi phạm tội ác chiến tranh. Theo đó, họ cáo buộc pháo binh quân giải phóng để thảm sát dân thường khi họ đang trên đường từ Quảng Trị rút về Nam. Địa điểm xảy ra vụ thảm sát, theo lời kể của Việt Nam Cộng Hòa, là đại lộ kinh hoàng.
Đây là tên không chính thức cho một đoạn đường dài khoảng 9 km tại tỉnh Quảng Trị, nơi mà theo tuyên bố của Việt Nam Cộng Hòa thì đoàn quân của Việt Nam Cộng Hòa đang rút chạy về phía Nam trong chiến dịch Xuân Hè năm 1972 đã bị trúng pháo kích của quân giải phóng miền Nam Việt Nam. Hiện nay chưa có nguồn thứ ba xác nhận sự kiện này có thật hay không. Theo báo Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì đây là một sự vu khống của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Theo lời kể từ phía Việt Nam Cộng Hòa, thì vào giữa trưa ngày 30 tháng 3 năm 1972, quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã mở một cuộc tấn công mạnh mẽ. Tất cả đồng loạt vượt sông Bến Hải, tràn qua ranh giới quân sự, pháo kích và tấn công vào lực lượng quân đội của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa đóng tại tỉnh Quảng Trị. Để mở đường qua sông, pháo binh quân giải phóng miền Nam Việt Nam với các loại pháo 100 ly, 122 ly, 130 ly cũng như hỏa tiễn 122 ly từ Vĩnh Linh bên kia cầu Hiền Lương đồng loạt bắn phá tất cả các căn cứ hỏa lực của Mỹ và quân đội Sài Gòn với mức độ tàn phá kinh khủng chưa từng có. Hai trung đoàn 2 và 56 thuộc sư đoàn 3 bộ binh quân đội Sài Gòn đã bị tổn thất nặng về nhân mạng, đồng thời làm cho tinh thần binh sĩ trung đoàn 56 quân đội Sài Gòn ra động mạnh và hoảng sợ phải đầu hàng nhanh chóng. Ngày 30 tháng 4 năm 1972, do không còn sức chống đỡ, tư lệnh chiến trường kiêm tư lệnh sư đoàn 3 bộ binh quân đội Sài Gòn là chuẩn tướng Vũ Văn Dài đã triệu tập phiên họp đặc biệt và quan trọng để bàn kế hoạch rút bỏ căn cứ hỏa lực Ái Tử lúc này đang bị pháo kích dữ dội của quân giải phóng. Tuy nhiên, trong cuộc lui quân sau đó, trên 2.000 quân khi qua cầu Thạch Hãn thì cầu bất ngờ bị sập, khiến cho một số lớn chiến xa, xe cộ, đại bác và quân trang quân dụng phải bị bỏ lại phía bên kia cầu và bị quân giải phóng chiếm mất. Lực lượng của tướng Giai sau đó đã phải bơi qua sông để về thị xã Quảng Trị. Khi đến bờ thì lực lượng này tiếp tục nhập vào dòng người và dòng lính thuộc binh chủng khác đang cùng rút chạy khỏi quốc lộ 1. Lúc đó ở quốc lộ 1, đoạn từ Hải Lăng về Mỹ Chánh lại đang bị quân giải phóng chiếm và đóng chốt, nhất là cầu sông Nhung nằm giữa quốc lộ. Đoàn người xuôi nam hỗn loạn, lớp lớp quân lính trộn vào với thường dân. Các đơn vị lính cũng lẫn lộn, không còn công tác chỉ huy thống nhất. Binh lính sĩ quan tìm cách bỏ chạy bằng đủ loại phương tiện, từ chạy bộ quang gánh đến quân xà, thiết giáp, xe đỏ, xe lam, xe máy. Một số quân nhân còn khả năng tác chiến cá nhân hay ở cấp đơn vị nhỏ thì mạnh ai nấy đánh và mạnh ai nấy chạy, nhưng không còn khả năng hành quân nhổ chốt mở đường. Tình trạng này đã làm gián đoạn giao thông, đoàn xe di tản của binh lính dài hơn 3 cây số. Đài AFA của Hoa Kỳ cho rằng vào lúc đó, bộ đội cộng sản đã bắn trực diện vào dòng người chạy loạn trên quốc lộ 1, đoạn từ thị xã Quảng Trị cũ qua Hải Lăng tới huyện Phong Điền, và hàng chục ngàn thường dân đã chết trên đoạn đường này. Và cái tên Đại lộ Kinh Hoàng được nhắc tới từ ngày đó. Tuy nhiên, chưa có nguồn độc lập xác nhận tin của AFA, báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phủ nhận, cho rằng không có bằng chứng để chứng minh sự tồn tại vụ thảm sát này. Phía Việt Nam Cộng Hòa công bố trên đoạn đường ngắn ngủi này có ít nhất 2.000 binh sĩ và dân thường thiệt mạng, hơn 500 xe cộ các loại, cả xe quân sự và dân sự bị phá hủy. Họ coi đây là tội ác chiến tranh và không khác gì một vụ thảm sát, vì cho rằng đạn pháo của quân giải phóng đã cố ý tiêu diệt cả dân thường. Tuy nhiên, Hà Nội phủ nhận và cho rằng quân giải phóng không nhắm bắn vào dân thường mà pháo binh chỉ tấn công vào các khu vực có xe quân sự của đối phương. Việc người dân di chuyển theo xe quân sự và bị trúng pháo là hoàn toàn có thể xảy ra do các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa khi rút chạy đã kéo theo gia đình họ hàng di tản. Một số nhà quan sát cho rằng nguyên nhân nằm ở một đặc điểm của quân đội Sài Gòn, đó là ngoại trừ thủy quân lục chiến, lính sử biệt động quân và một số đơn vị cơ động khác. Còn lại, đối với đa số các đơn vị theo kiểu đóng chốt tại các vùng chiến thuật thì quân ở đâu, gia đình binh sĩ sẽ ở đó. Đó có thể là nguyên do về số thương vong kể trên. Tuy nhiên, có một nguồn tin khác kể rằng vào năm 1975, khi quân giải phóng miền Nam Việt Nam chiếm được tỉnh Quảng Trị, xe tăng của họ thậm chí còn bật đèn soi cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa rút lui và thường dân tản cư. Cuộc tản cư này êm ả đến mức người ta đồn rằng đã có một thỏa ước giữa quân lực Việt Nam Cộng Hòa và những người cộng sản. Quan điểm hai phía đưa ra và nhiều nguồn tin khác nhau tới nay vẫn còn nhiều tranh cãi. Sau những cáo buộc trên, phía Việt Nam Cộng Hòa còn đưa ra thống kê, trước mùa hè đỏ lửa năm 1972, tỉnh Quảng Trị có diện tích là 3.966 km2 với dân số khoảng 271.000 người. Và về sau khi kết thúc toàn chiến dịch vào đầu năm 1973, diện tích Quảng Trị do chính quyền Sài Gòn kiểm soát chỉ còn 1.649 km2 với 3 quận là Triệu Phong, Mai Lĩnh và Hải Lăng do bị quân giải phóng chiếm đến bờ phía bắc của sông Thạch Hãn. Thế nhưng, dân số Việt Nam Cộng Hòa kiểm soát lại lên đến hơn 202.000 người, trên 271.000 người toàn tỉnh Quảng Trị. Chính quyền Sài Gòn cho rằng
Đây là sở cứ cho thấy phía Cộng sản chỉ chiếm được đất chứ không thu phục được lòng dân. Tuy nhiên Hà Nội lại cho rằng chỉ có một phần nhỏ người dân tự nguyện di rời nhà cửa, đó là gia đình họ hàng của các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Còn lại phần lớn người dân khác đi cưỡng ép di cư, chưa có bằng chứng nào cho thấy dân tự nguyện đi theo. Họ cho rằng Việt Nam Cộng Hòa đã hành động giống như đối với các ấp chiến lược, nơi đó người dân đã bị ép lùa vào để kiểm soát. Diễn biến trước thời điểm nổ súng phản công. Trở lại chiến trường năm 1912, trước thời điểm chiến dịch tổng phản công của Việt Nam Cộng Hòa được khởi động, nội bộ phía Hoa Kỳ bỗng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi một số tướng lĩnh Mỹ đề nghị hỗ trợ mạnh mẽ cho quân đội Sài Gòn giành lại các khu vực đã mất, thì Bộ trưởng Quốc phòng Melvin cùng một số cố vấn cao cấp khác lại giữ quan điểm mà họ đã tuyên bố ngay sau khi Quảng Trị thất thủ vào đầu tháng 5 năm 1972 là Việt Nam Cộng Hòa nên bỏ ý định tái chiếm Quảng Trị, dồn lực lượng để bảo vệ phần đất đang kiểm soát, như thế sẽ giảm tối đa mức tổn thất. Khoảng 2 tuần trước ngày tấn công, tướng Ngô Quang Trưởng đã đệ trình bản kế hoạch của mình về Sài Gòn. Thế nhưng lúc này, ông bị nhiều cố vấn Hoa Kỳ bác bỏ. Tướng Ngô Quang Trưởng quyết định trực tiếp quay vào Sài Gòn để tự trình bày với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Thủ tướng Trần Thiện Khiêm và Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi nghe xong kế hoạch, hội đồng đã không chấp thuận, khiến tướng Ngô Quang Trưởng rất thất vọng. Tướng trưởng sau đó quay về Huế suy nghĩ suốt đêm và sáng hôm sau thông báo về Sài Gòn rằng ông sẽ không đưa ra thêm bất kỳ kế hoạch nào. Nếu Tổng thống và Hội đồng An ninh Quốc gia muốn ông làm bất kỳ chuyện gì, hãy gửi kế hoạch, ông sẽ chỉ thi hành. Khoảng 9 giờ sáng, Tổng thống Thiệu điện cho tướng Ngô Quang Trưởng và đề nghị ông quay trở lại Sài Gòn giải thích chi tiết kế hoạch một lần nữa. Sau cuộc báo cáo lần hai, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã chấp nhận kế hoạch với tên gọi Lam Sơn 72A. Lực lượng hai bên để khởi động cho chiến dịch Lam Sơn 72A, phía Việt Nam Cộng Hòa đã huy động ít nhất trên 35.000 quân, bao gồm sư đoàn dù với 3 lữ đoàn 1, 2 và 3, sư đoàn thủy quân lục chiến với 3 lữ đoàn 147, 258 và 369, liên đoàn 81 biệt kích chủ, liên đoàn 1 biệt động quân, trung đoàn bộ binh thuộc sư đoàn 1. Hàng trăm xe tăng, xe thiết giáp thuộc nhiều đơn vị như thiết đoàn 7, 17, 18, 20, các tiểu đoàn công binh, các tiểu đoàn pháo binh hạng mặt đất và bố trí thêm một tiểu đoàn pháo phòng không do lo ngại phía quân giải phóng có thể sử dụng máy bay yểm trợ phòng thủ. Sư đoàn không quân số 1 của Việt Nam Cộng Hòa đóng tại Phú Bài và Đà Nẵng. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đóng tại vùng 1. Lực lượng hải quân và không quân Hoa Kỳ từ ngoài biển và các căn cứ tại Thái Lan được lệnh chi viện tối đa với hàng trăm máy bay cùng pháo hạm hạng nặng từ hạm đội 27 áp đảo hoàn toàn về hỏa lực đi. Về phía quân giải phóng, chỉ tính riêng lực lượng phòng thủ tại thị xã Quảng Trị và khu vực Cổ Thành, họ có ít nhất trên 14.000 bộ đội, bao gồm trung đoàn 48, trung đoàn trưởng là trung tá Lê Quanh Thúy, trung đoàn phó là thiếu tá Trần Minh Vân, được biết đến là trung đoàn Thạch Hãn. Trung đoàn 27 do trung tá Phạm Minh Tâm làm trung đoàn trưởng với tên gọi là trung đoàn Triệu Hải thuộc sư đoàn 320B cùng các đơn vị còn lại của sư đoàn 325 và sư đoàn 312 phối hợp với hai sư đoàn địa phương đóng tại Quảng Trị. Sườn phía Tây thị xã do trung đoàn 88 thuộc sư đoàn 308 chốt giữ. Ngoài lực lượng chủ yếu là bộ binh quân giải phóng tại đây, chỉ có một vài đơn vị xe tăng và pháo phòng không rất hạn chế. Các đơn vị pháo binh mặt đất chủ yếu được bố trí yểm trợ từ tuyến sau. Toàn bộ lực lượng phòng thủ của quân giải phóng lúc này dưới sự chỉ huy của tư lệnh chiến trường Thiếu tướng Trần Quý Hai đang trong tình trạng chắp vá với sức lực mệt mỏi do phải căng mình chiến đấu liên miên, nhưng công tác tiếp tế lại quá khó khăn. Nếu như trong cuộc chiến, quân lực Việt Nam Cộng Hòa có thể huy động hàng nghìn chiếc máy bay trực thăng để chở quân và vận tải nhu yếu phẩm, đạn dược, thì quân giải phóng miền Nam Việt Nam càng tiến sâu vào địa bàn đối phương, càng không có không quân chi viện. Nguyên nhân là phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chỉ có gần 100 máy bay tiêm kích nhưng đều được dùng để phòng thủ không phận miền Bắc trước các đợt oanh tạc từ Hoa Kỳ. Việc tiếp tế đã khó khăn và sẽ càng khó khăn hơn khi khối xã hội chủ nghĩa lúc này cũng không yểm trợ bất cứ phương tiện nào ở miền Nam. Muốn có vũ khí chiến đấu thì quân giải phóng phải tự vận chuyển vào qua đường Trường Sơn. Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cũng từ chối các khoản viện trợ có toàn tính. Trung Quốc thì cố tình làm chậm việc chuyển hàng quân sự từ Liên Xô đến Việt Nam. Không lực Hoa Kỳ phong tỏa các cảng của Bắc Việt Nam ngay từ ngày 6 tháng 4 năm 1972, khi chiến sự vừa mới nổ ra. Thế nên, nếu nói mùa hè đỏ lửa năm 1972 khốc liệt, thì bên cảm nhận rõ sự khốc liệt nhất không đâu khác chính là phía quân giải phóng. Mặc dù vậy, thì kể từ khi chiếm được thị xã Quảng Trị, thì quân giải phóng cũng đã bắt tay ngay và tổ chức xây dựng các công sự cần thiết cho việc phòng thủ, từ hầm hố chiến đấu, giao thông hào, chướng ngại vật cho đến các trận địa, từ đó tạo ra ít nhiều lợi thế cho cuộc chiến sắp tới. Kế hoạch Lam Sơn 72.
kế hoạch Lam Sơn 72A có trọng tâm là những cuộc tấn công ra Bắc, tái chiếm Quảng Trị, xuất phát từ các vị trí tiền phương của lực lượng Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ Chánh. Dự kiến trên hai hướng chính theo thế gọng kìm phối hợp với một mũi phụ về hướng Tây Nam Huế. Ở mũi tấn công chính đánh ra Bắc, ở cánh phía Tây của quốc lộ 1 tiến về La Vang, tướng Ngô Quang Trưởng đã quyết định giao cho sư đoàn dù. Cánh quân phía Tây này bao gồm sư đoàn dù với 3 lữ đoàn 1, 2 và 3 được bổ sung thêm một tiểu đoàn phối hợp với liên đoàn biệt kích dù 81. Cùng thiết đoàn 20 chủ yếu là xe tăng và thiết đoàn 7 chủ yếu là xe bọc thép tấn công dọc bên trái quốc lộ 1. Sườn trái của cánh quân phía Tây này có sự yểm hộ của liên đoàn 1 biệt động quân nhằm ngăn chặn quân giải phóng tập kích. Mũi tấn công thứ hai đánh ra Bắc là cánh phía Đông được giao cho sư đoàn thủy quân lục chiến với 3 lữ đoàn 147, 258 và 369. Trung đoàn bộ binh thuộc sư đoàn 1, các thiết đoàn 17 và 18 tấn công dọc bờ biển tiến về phía Triệu Phong. Mũi tấn công phía Tây Nam Huế là trách nhiệm của sư đoàn 1 bộ binh. Phía Nam đèo Hải Vân trách nhiệm bảo vệ Đà Nẵng được giao cho phần còn lại của sư đoàn 3 bộ binh đang được tái thiết và tái huấn luyện dưới quyền chỉ huy của tướng lệnh mới là chuẩn tướng Nguyễn Duy Hình. Lực lượng pháo binh yểm hộ có pháo 175 ly, 155 ly, 105 ly, mỗi loại ít nhất 2 tiểu đoàn và ngoài ra còn có một tiểu đoàn pháo phòng không. Sư đoàn không quân số 1 của Việt Nam Cộng Hòa đóng tại Phú Bài và Đà Nẵng, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa tại vùng 1. Các lực lượng hải quân không quân Hoa Kỳ được lệnh sẵn sàng chi viện cho Lam Sơn 72. Ngày 26 tháng 6 năm 1972, hai ngày trước khi cuộc tổng phản công bắt đầu, tướng Ngô Quang Trưởng ra lệnh phát động một cuộc oanh kích dữ dội vào các địa điểm đóng quân, các trận địa pháo cùng các khu vực hậu cần của quân giải phóng. Ngoài các đơn vị pháo binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, lực lượng Hoa Kỳ cũng tham gia rất tích cực, bao gồm cả các pháo hạm từ ngoài biển, pháo đài bay B-52 đến từ căn cứ Utapao trên đất Thái Lan. Ngày 28 tháng 6 năm 1972, tướng Ngô Quang Trưởng phát lệnh khởi binh cuộc hành quân Lam Sơn 72, chính thức mở màn trận đánh ác liệt để giành lại Quảng Trị từ tay quân giải phóng. Trước sự tấn công quyết liệt của Liên quân Mỹ-Việt Nam Cộng Hòa, liệu các lực lượng giải phóng quân lúc này có giữ vững được địa bàn đã chiếm hay không? Cuộc chiến đôi co giữa hai bên sẽ như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón xem trong tập tiếp theo. Sau khi kết thúc giai đoạn 1 của chiến dịch xuân hè năm 1972 mà bên chủ động tiến công là quân giải phóng miền Nam Việt Nam, thì các lực lượng quân lực Việt Nam Cộng Hòa lúc này đã vấp phải một thất bại không thể cứu chữa. Với toàn bộ lực lượng rút chạy về Huế, quân giải phóng theo đó đã kiểm soát hoàn toàn tỉnh Quảng Trị và 3 xã thuộc huyện Hương Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến lược đề ra. Nhờ thắng lợi kể trên, lợi thế trên bàn đàm phán ở hội nghị Paris hiển nhiên bắt đầu nghiêng về phía chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tin tức về việc Quảng Trị rơi vào tay chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam sau đó đã tác động mạnh mẽ tới chính quyền Nguyễn Văn Thiệu. Ngày 25 tháng 5 năm 1972, Tổng thống Thiệu đưa ra cam kết bằng mọi giá tái chiếm Quảng Trị cũng như trách móc phía Hoa Kỳ đang bỏ rơi đồng minh. Sức ép về việc phải giành được một chiến thắng có tính biểu tượng đối với quân lực Việt Nam Cộng Hòa nhằm lấy lại thế thượng phong trên bàn đàm phán lúc này ngày một gia tăng. Ngày 28 tháng 6 năm 1972, nhận được sự tin tưởng của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân đoàn 1 và cũng là chỉ huy cao nhất trong nhiệm vụ tái chiếm tỉnh Quảng Trị, đã phát lệnh khởi binh cuộc hành quân Lam Sơn 72 với quyết tâm giành lại bằng được tỉnh Quảng Trị đã mất vào tay quân giải phóng. Chiến dịch Lam Sơn 72 gồm hai gọng kìm và một nỗ lực phụ trên hướng Tây Nam Huế. Theo đó, sư đoàn dù sẽ tấn công từ Tây Nam quốc lộ 1 về La Vang. Thủy quân lục chiến thì tiến quân bên phải hướng Bắc quốc lộ 1. Trong khi đó, sư đoàn 1 sẽ có nhiệm vụ kìm chặt quân giải phóng tại Tây Nam Huế. Sư đoàn 3 bảo đảm an ninh Đà Nẵng và sư đoàn 2 lùng diệt đối phương tại Quảng Ngãi. Hai ngày trước cuộc tấn công, pháo đài bay B-52, hải pháo, không quân chiến thuật và pháo binh oanh kích dữ dội các vùng tập trung quân của quân giải phóng. Diễn biến giai đoạn 1. 3 giờ sáng ngày 28 tháng 6 năm 1972, Đại tá Trần Quốc Lịch, lữ đoàn trưởng lữ đoàn dù số 2 điều động 3 tiểu đoàn vượt sông Mỹ Chánh tấn công lên phía Bắc Quảng Trị, mở màn cho đợt 1 của cuộc tấn công cánh Tây Nam với chủ lực là các đơn vị lính dù. Mục tiêu là phải tái chiếm Quảng Trị trước ngày 13 tháng 7, lúc hội nghị Paris họp trở lại. Tuy nhiên, để tái chiếm Quảng Trị trên hướng này, các lực lượng Việt Nam Cộng Hòa phải vượt qua được thành cổ. Đây là một tường thành trấn thủ trung tâm thị xã Quảng Trị. Nó có dạng hình vuông, chu vi tường thành là hơn 2.000m
cao hơn 4m, dưới chân dày hơn 12m, bao quanh có hệ thống hào, bốn góc thành là bốn pháo đài nhô hẳn ra ngoài. Vốn là kiến trúc được xây dựng và cải tạo từ thời kỳ vua Gia Long. Đáng chú ý, gần thành cổ còn là con sông Thạch Hãn. Nó có chiều dài 155 km, bắt nguồn từ dãy núi Trường Sơn ở phía tây tỉnh Quảng Trị và đổ ra biển Đông qua cửa Việt. Trong suốt trận chiến tại thành cổ, các lực lượng pháo binh giải phóng quân đã dựng một trận địa pháo bên bờ bắc sông Thạch Hãn, bắn hiểm trợ bảo vệ các lực lượng bên trong thị xã, gây ra những tổn thất vô cùng lớn cho sư đoàn dù và thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa. Lúc này, ở phía bên kia chiến tuyến, dù đã lường trước về một cuộc tổng phản công, nên quân giải phóng đã lệnh cho các đơn vị du kích và bộ đội địa phương phối hợp đưa hơn 60.000 dân còn lại tại Tiệu Phong, Hải Lăng và thị xã Quảng Trị khẩn trương đến những nơi an toàn. Đồng thời các công sự phòng thủ cũng chuẩn bị sẵn sàng với quyết tâm cao nhất là giữ được địa bàn mà trước đó đã phải hy sinh hàng nghìn sinh mạng để công chiếm. Ngay khi Tổng Tư lệnh Việt Nam Cộng Hòa phát động tấn công, Bộ Chỉ huy Sư đoàn Dù với tư lệnh là Trung tướng Dư Quốc Đống cũng đã bay ra vùng 1 và đặt đại bản doanh tại bãi đổ quân Sali ở phía nam sông Bồ, ngay bên cạnh quốc lộ 1. Nhờ yếu tố bất ngờ nên vào rạng sáng ngày 28 tháng 6, các tiểu đoàn của Lữ đoàn Dù số 2 Việt Nam Cộng Hòa đã đột kích thành công phòng tuyến của quân giải phóng, tấn công thẳng vào Sở Chỉ huy Trung đoàn Xe tăng 203, khiến rất nhiều bộ đội quân giải phóng thương vong, buộc phải rút lui trong cuộc đột kích táo bạo này. Phía Việt Nam Cộng Hòa thu được một số vũ khí như súng cối, súng phòng không và hai xe tăng T-54. Trong buổi sáng cùng ngày, thêm hai tiểu đoàn dù nữa là tiểu đoàn 9 và tiểu đoàn 11 được trực thăng vận đổ xuống phía bắc sông Nhung. Hai tiểu đoàn này đi song song cùng các đơn vị dù đã có mặt trước đó vượt qua đại lộ Kinh Hoàng, tiến lên phía bắc với nhiệm vụ nhổ các chốt của quân giải phóng. Chiều ngày 28 tháng 6, một bộ phận của các sư đoàn 304 và 308 quân giải phóng vẫn còn đang ở phía nam sông Mỹ Chánh đã bị cô lập, rơi vào tình thế phải chiến đấu rất khó khăn. Cũng trong ngày 28 tháng 6, ở cánh phía đông, thi hành lệnh của Trung tướng Ngô Quang Trưởng, Chuẩn tướng Bùi Thế Lân, Tư lệnh Sư đoàn Thủy quân Lục chiến đã điều ngay 4 tiểu đoàn, bao gồm tiểu đoàn 3 Sói Biển, tiểu đoàn 5 Hắc Long, tiểu đoàn 7 Hùng Sám và tiểu đoàn 8 Ó Biển tiến lên phía bắc bên phía đông của quốc lộ 1, dọc bờ biển và song song với mũi tiến công của sư đoàn dù. Tuy nhiên, mũi tiến công này cũng không hề dễ dàng khi lực lượng thủy quân lục chiến gặp sự kháng cự mãnh liệt của các đơn vị thuộc sư đoàn 304 quân giải phóng do sư đoàn trưởng Thượng tá Hoàng Nam chỉ huy đóng chốt tại hàng loạt tuyến phòng thủ. Ngày 29 tháng 6, trong một cuộc họp nội các khẩn cấp, Tổng thống Thiệu nhận định chiến dịch Lam Sơn 72 chỉ làm chậm bước tiến của quân giải phóng. Nếu cứ đà này sẽ rất khó khăn tái chiếm lại Quảng Trị đúng thời hạn. Ông yêu cầu các lực lượng tiến hành trưng binh và cho phép quân nhân lựa chọn binh chủng ưa thích để đẩy nhanh chiến dịch. Tuy nhiên, do tình thế chiến trường cấp bách nên nhiều người đã không được quyền được lựa chọn. Cũng trong ngày 29 tháng 6, các lữ đoàn thủy quân lục chiến 147 và 258 tấn công các khu vực Diên Khanh, Xuân Viện, Kim Giao thuộc huyện Hải Lăng, phối hợp với lữ đoàn thủy quân lục chiến 369 từ Mỹ Thủy và Cổ Lũy đánh giá. 6 giờ sáng ngày 3 tháng 7, các đơn vị lính dù tiến công vào khu vực phía nam ngã ba Long Hưng, lúc đó thuộc Hải Lăng, cách thành cổ Quảng Trị vài km về hướng đông nam. Quân giải phóng đóng chốt tại đây có nòng cốt là đại đội 11, tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn 48. Sau hơn 1 giờ dùng máy bay và pháo binh bắn phá, đại đội đi đầu phía Việt Nam Cộng Hòa với xe tăng chi viện đã tổ chức xung phong đột kích. Quân giải phóng tại các chốt kiên trì chờ đợi đối phương tiến vào thật gần mới đồng loạt nổ súng. Sau khi bị tấn công bất ngờ, hơn 40 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tử thương ngay trước trận địa. Tuy nhiên, phía đối phương tiếp tục lao lên với quyết tâm nhổ bằng được chốt chặn quân giải phóng. 8 giờ sáng ngày 3 tháng 7, lực lượng lính dù không thể tiến lên được đã buộc phải rút lui, gọi hỏa lực tuyến 2 bắn liên tục vào trận địa. Đến 14 giờ chiều, đợt tiến công thứ hai của Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu một cách dữ dội. Thế nhưng, lính dù gặp quá nhiều tổn thất mà vẫn không thể chiếm được chốt của đại đội 11 quân giải phóng. Đến 18 giờ, các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa buộc phải rút lui một lần nữa và gọi pháo binh và không quân từ tuyến 2 bắn phá đối phương. Cùng với đó, các đơn vị lính dù được lệnh chuyển hướng tấn công với những cứ điểm lân cận để hình thành tế bao vây đại đội 11. Lúc này, mặc dù giữ được trận địa, nhưng trước sức mạnh hỏa lực phía Việt Nam Cộng Hòa, quân giải phóng cũng phải gánh chịu thiệt hại nặng nề, đạn dược cạn kiệt dần. Trước tình hình này, ngày 6 tháng 7 năm 1972, Trung đoàn 48 điều đại đội 5 thuộc tiểu đoàn 2 xuống bổ sung trong ngã ba Long Hưng, củng cố trận địa chốt để tác chiến lâu dài. Tại đây đã có những giai đoạn khốc liệt đến mức đại đội 5 của giải phóng do chính trị viên đại đội Vũ Trung, tướng chỉ huy chỉ còn dưới 30 tay súng
cùng một số khẩu B-40. Các binh sĩ đột kích tuyến đầu của Việt Nam Cộng Hòa tiến công rất quả cảm, nhưng đối mặt với họ cũng là những người lính quân giải phóng chiến đấu vô cùng kiên cường. Sau các trận đánh liên miên, đại đội 5 giải phóng quân giữ vững được khu vực này, góp phần ngăn chặn ý đồ tái chiếm thành cổ và thị xã Quảng Trị trong thời gian ngắn của sư đoàn dù Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, từ nhiều chốt khác thuộc Hải Lăng, cuối buổi chiều ngày 7 tháng 7 năm 1972, lực lượng quân giải phóng lúc này đã quá mỏng, liên tiếp bị đánh bại và buộc phải rút lui tại rất nhiều cứ điểm. Đổi lại, các đơn vị lính dù và Liên đoàn 1 biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa cũng đã phải gánh chịu tổn thất không hề nhỏ vì ít nhất hơn 300 binh sĩ tử trận. Riêng tiểu đoàn dù số 9, sau khi chiến đấu rất ác liệt để nhổ từng chốt chặn của quân giải phóng, cả tiểu đoàn trưởng cùng 4 đại đội trưởng đều trọng thương. Tuy nhiên, việc hoàn thành tái chiếm Hải Lăng cũng đồng nghĩa con đường tiến lên phía Bắc hướng về thành cổ Quảng Trị của các đơn vị quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được rút ngắn rất nhiều. Để đáp trả đối phương, quân giải phóng cũng lập tức điều động các đơn vị thuộc sư đoàn 325 và sư đoàn 312 chi viện cho lực lượng tại chỗ đang phòng thủ trong thị xã Quảng Trị. Hỏa lực từ quân giải phóng khiến cho việc tiến quân của Việt Nam Cộng Hòa vào thị xã Quảng Trị trở nên ngày càng khốc liệt. Cùng với cách đánh theo lối quy ước, phương pháp chiến tranh du kích cũng được lan rộng. Quân giải phóng tổ chức những trận tập kích táo bạo với sự tham gia của tiểu đoàn 10, tiểu đoàn 14, đại đội 24 công binh và du kích Triệu Phòng. Trong suốt nhiều ngày tại phần đất rất ngắn giữa sông Nhung và sông Thạch Hãn, các tiểu đoàn dù Việt Nam Cộng Hòa tuy được tăng cường nhưng vẫn không thể tiến lên được vì sự phục kích không khoan nhượng của quân giải phóng với nòng cốt là các tiểu đoàn thuộc trung đoàn 48 và đặc biệt là pháo binh chi viện rất chính xác. Chỉ sau khi pháo đài bay B-52 yểm trợ giải thảm dọc bờ sông Thạch Hãn ngăn chặn pháo binh của giải phóng thì lính dù Việt Nam Cộng Hòa mới có thể tiến lên được. Sau rất nhiều nỗ lực, quân lực Việt Nam Cộng Hòa mới tái chiếm được khu vực La Vang, chỉ còn cách thành cổ Quảng Trị vài km về phía tây nam. 4 giờ sáng ngày 10 tháng 7, khu vực thị xã Quảng Trị rực sáng bởi một đợt hỏa lực chút xuống các trận địa phòng ngự của quân giải phóng. Đài quan sát pháo binh và các chốt tiền tiêu liên tục báo về sở chỉ huy trong thành cổ rằng đang có rất đông lực lượng đối phương được trang bị tăng thiết giáp yểm trợ đang ồ ạt tấn công thị xã theo hướng đường số 1. Ngay khi nhận được tin, pháo binh chiến dịch của quân giải phóng đã được lệnh bắn cấp tập khiến lữ đoàn dù số 2 gặp tổn thất nặng, nhưng họ cũng rất nhanh chóng xốc lại được đội hình tổ chức tiến công suốt cả ngày mùng 10 tháng 7. Trước vòng vây ngày càng gần của Việt Nam Cộng Hòa, cuộc chiến xung quanh thành cổ bắt đầu lên cao. Tuy nhiên, những cuộc đáp trả mạnh mẽ cùng hệ thống phòng ngự vững chắc có chiều sâu của quân giải phóng với nòng cốt là trung đoàn 48 và các đơn vị quân địa phương đã tạm thời đẩy lui đợt tiến công chủ lực lượng lính dù Việt Nam Cộng Hòa. Chỉ riêng trong trận đánh này, tổng thương vong cả hai phía cộng lại lên tới ít nhất 800 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng, xe thiết giáp bị phá hủy. Đến lúc này, thời hạn chiếm lại thành cổ đã sắp hết, nhưng đà tiến vẫn bị chặn đứng. Thế nên, mỗi khi các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa rút về tuyến sau củng cố, Hoa Kỳ sẽ lập tức yểm trợ đồng minh. Họ tăng cường hỏa lực nâng tổng số đạn pháo đánh phá thị xã từ 8.000 viên một ngày lên trung bình 15.000 một ngày. Cao điểm có ngày lên tới 30.000 viên, sử dụng đến 40 đến 60 lượt máy bay phản lực mỗi ngày. Các phi vụ B-52 liên tục được tăng tần suất ném bom dọc bờ bắc sông Thạch Hãn và sâu về phía hậu phương quân giải phóng nhằm ngăn chặn tiếp viện từ miền Bắc. Song song với sự yểm trợ mạnh tay của quân đội Hoa Kỳ, các tiểu đoàn dù Việt Nam Cộng Hòa cũng đồng loạt tấn công bao vây dữ dội toàn bộ thị xã Quảng Trị và thành cổ. Các hướng tiến công bao gồm: tiểu đoàn 7 đánh vào phía tây nam thị xã, tiểu đoàn 11 tiến công khu vực ngã ba Long Hưng, tiểu đoàn 6 và tiểu đoàn 9 bao vây phía đông và phía nam thị xã. Tiểu đoàn 5 là lực lượng chính tấn công vào cổ thành Đinh Công Tráng. Chiều ngày 11 tháng 7, Việt Nam Cộng Hòa dùng trực thăng đổ một tiểu đoàn thủy quân lục chiến xuống An Tiêm, Nại Cửu nhằm thu hút lực lượng và sự chú ý của quân giải phóng ra vòng ngoài. Tuy nhiên, trung đoàn 27 quân giải phóng phối hợp cùng bộ đội địa phương đã đánh bại cuộc đổ bộ này, bắn rơi 9 trực thăng. Ở khu vực ven biển, sư đoàn thủy quân lục chiến từ hướng đông nam vượt qua trục đường 68 và giải đất hẹp với những đồn cát trắng tạo thế hợp vật cùng sư đoàn dù đánh vào thị xã Quảng Trị. Hai đại đội 51 và 52 thuộc tiểu đoàn 5 lữ đoàn 2 nhảy dù được lệnh đột kích cùng tiến song song hướng đến mục tiêu nhà thờ Chí Bưu. Mặc dù khoảng cách chỉ vài trăm mét nhưng mọi thứ diễn ra vô cùng khó khăn vì sự đáp trả quyết liệt của các đại đội thuộc tiểu đoàn 2 trung đoàn 48 quân giải phóng. Để có thể tiến lên được, pháo binh Việt Nam Cộng Hòa từ tuyến sau bao gồm pháo 105 ly, 155 ly và 175 ly đã khai hỏa dữ dội, dọn đường bằng những trận bão lửa. Dựa vào đó, hai đại đội 51 và 52 Việt Nam Cộng Hòa sử dụng chiến thuật đội hình kiến so le nhau, cứ đại đội này xung phong lên trước chừng 50 mét
thì dừng lại tác chiến, bắn áp chế, tạo điều kiện cho đại đội kia vận động tiến lên. Lực lượng lính dù chủ động tiến công trong làn khói bụi của đạn pháo để giảm khả năng phát hiện và bắn chặn của quân giải phóng. Hai bên giành giật nhau từng ngôi nhà, liên tục đánh cận chiến bằng lựu đạn. Song song với đó, không quân và pháo hạm Hải quân Hoa Kỳ cũng đẩy mạnh tần suất, yểm trợ suốt ngày đêm nhằm áp chế hỏa lực pháo binh quân giải phóng, hủy diệt các trận địa chốt. Tại khu vực gần Cổ Thành, bộ binh quân giải phóng với sự yểm trợ hiệu quả của xe tăng cùng hỏa lực pháo binh cơ động từ bờ bắc sông Thạch Hãn đã khai hỏa bắn cấp tập, khiến nhiều đại đội lính dù xung kích bị đánh bật trở lại, không thể tiến lên được. Sáng sớm ngày 13 tháng 7, một máy bay trực thăng chở đại tá Nguyễn Trọng Bảo, tham mưu phó sư dù và 8 sĩ quan tham mưu đi đốc thúc việc cắm cờ, hòng gây thanh thế tại bàn đàm phán ở Paris. Nhưng chiếc trực thăng bị một trận địa súng máy 12,7mm của quân giải phóng miền Nam Việt Nam do Bùi Trung Thành chỉ huy tiêu diệt ngay tại thị xã Quảng Trị cùng tất cả số sĩ quan trong trực thăng. Rạng sáng 14 tháng 7, một đội biệt kích đột nhập vào phía đông thành cổ bằng cách luồn lách qua một nghĩa địa của cộng đồng Thiên Chúa Giáo phía nhà thờ Chi Biu, rồi men theo các đường cống thoát nước để leo lên thành cổ Quảng Trị. Định cắm cờ và chụp ảnh để có lý do tuyên truyền, nhưng chưa kịp cắm cờ thì bị đại đội 14 trung đoàn 48 phát hiện và tiêu diệt một số. Số còn lại phải rút chạy, bỏ lại lá cờ. Mũi đột kích sâu của sư dù và thiết đoàn 20 cũng bị đẩy lùi. Như vậy, ý định của quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiếm thị xã trước ngày 13 tháng 7 để mặc cả tại hội nghị Paris đã không thực hiện được. Thương vong mỗi bên lên đến hàng nghìn người. Sau 10 ngày liên tục tiến công thị xã Quảng Trị, sư đoàn dù cũng chịu tổn thất khá lớn. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị thương vong 1.071 binh lính, tiểu đoàn dù số 1 và 5 bị tổn thất nặng, bị cháy 3 xe tăng, rơi 2 máy bay, 1 phản lực, 1 trực thăng và bị phá hủy nhiều vũ khí phương tiện kỹ thuật khác. Trước tình hình đó, phía Việt Nam Cộng Hòa quyết định tăng cường thêm 4 đại đội nữa cho mũi xung kích, trong đó có 2 đại đội rất thiện chiến của Liên đoàn 81 biệt kích dù với sở trường tác chiến theo từng toán nhỏ, đột kích tốt trong đô thị. Ngày 14 tháng 7, sư dù và sư thủy quân lục chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa tổ chức tấn công đợt 2 nhằm chiếm thị xã trước ngày 18 tháng 7 và cùng lắm phải trước ngày 27 tháng 7. Lữ đoàn dù 1 đánh Quy Thiện, Chỉ Biêu, lữ đoàn dù 2 đánh Tích Tường, Như Lệ. Các lữ đoàn thủy quân lục chiến 147 và 369 tiến sát sông Vĩnh Định, chiếm An Tiêm, Nại Cửu và Bích La Đông. Chiều ngày 14 tháng 7, một tốp máy bay A1 Skyraider của Không quân Việt Nam Cộng Hòa được điều đến dội bom đánh sập tường thành. Gạch đá rơi xuống lấp được một loại hào sâu. Ngay lập tức, các đơn vị lính dù nhanh chóng vượt qua, tiến vào đóng chốt tại góc tường thành đã bị đánh sập. Quân giải phóng từ trong các công sự phòng thủ ngay lập tức đáp trả và tạo nên cuộc đấu súng ác liệt giữa hai phía. Đến ngày 16 tháng 7, lữ đoàn dù 1 tập trung lực lượng cực mạnh, tấn công mạnh vào khiến trung đoàn 18 thuộc sư đoàn 325 quân giải phóng bị thiệt hại trầm trọng, buộc phải rút ra Ái Tử, Đông Hà. Bộ tư lệnh B5 Bắc Quảng Trị điều trung đoàn 95 thuộc sư đoàn 325 vào thay thế. Lúc này, Việt Nam Cộng Hòa đã hình thành thế bao vây ba mặt quanh thị xã Quảng Trị nhưng vẫn chưa vào được bên trong. Để ngăn đường tiếp vận và cô lập quân giải phóng bên trong thị xã, Hoa Kỳ còn liên tục ném bom, nã pháo hạm, pháo hạng nặng quốc lộ 1 và khu vực quanh thành cổ cũng như quanh khu vực thị xã Quảng Trị. Suốt hơn 20 ngày đầu tháng 7, các lực lượng ngoại biên của Hoa Kỳ đã dồn dập công kích bằng bom và pháo, khiến các con đường tiếp vận hàng hóa, viện binh quân giải phóng gần như bị cắt đứt. Mỗi ngày, không quân Hoa Kỳ huy động từ 40 đến 60 phi vụ B-52, 130 đến 150 phi vụ máy bay cường kích cày tan nát ở khu vực nghi ngờ là vị trí của đối phương. Nếu trong trường hợp tần suất oanh kích giảm đi vì bất kỳ lý do gì thì lập tức tần suất pháo kích lại được gia tăng. Pháo mặt đất của Liên quân khai hỏa không ngừng nghỉ suốt từ 6 giờ sáng tới 6 giờ tối rồi tranh thủ thời gian giải lao đôi chút, sau đó lại pháo kích xuyên đêm để tìm ra vị trí của giải phóng. Không lực Việt Nam Cộng Hòa cũng tham gia bằng cách sử dụng máy bay trinh sát quét liên tục. Khi phát hiện, lực lượng máy bay trinh sát sẽ thả pháo khói hoặc pháo sáng xuống mục tiêu. Từ đó, các loại pháo binh và máy bay cường kích sẽ khai hỏa. Chính việc sử dụng máy bay cường kích mặt đất như vậy sẽ nâng cao độ chính xác lên rất nhiều so với sử dụng các loại máy bay ném bom tầm cao, nhưng đổi lại, máy bay cường kích tầm thấp lại dễ bị tiêu diệt hơn bởi pháo phòng không. Trước yêu cầu cấp bách bảo vệ tối đa những vùng đã giải phóng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Việt Nam gửi bức điện số 144 DK vào ngày 18 tháng 7 năm 1972. Trong đó có nêu rõ, song song với việc đáp trả những đợt tiến công của đối phương, cần phải có kế hoạch phòng thủ các vùng hậu phương trực tiếp, củng cố vững chắc thế trận tại cửa Việt Đông Hà, Ái Tử và một số căn cứ ở phía Tây, phát huy sự cơ động của pháo binh, bảo vệ các tuyến vận chuyển,
nhằm giữ vững địa bàn đứng chân. Chiến dịch này chắc chắn sẽ kéo dài ít nhất đến tháng 9 và thậm chí còn tiếp tục trong cả mùa mưa. Riêng đối với khu vực thị xã Quảng Trị, tướng Giáp chỉ thị nhanh chóng tăng viện tổ chức phòng thủ trong thị xã và đặc biệt là khu vực thành cổ theo thế liên hoàn có chiều sâu. Phải tổ chức ngay một trận địa hỏa lực pháo binh cực mạnh ở bờ bắc sông Thạch Hãn nhằm yểm trợ cho thị xã. Chuẩn bị sẵn lưới phòng không cơ động để phòng tình huống không quân đối phương áp chế bằng vũ khí hóa học hoặc đổ bộ bằng trực thăng thẳng vào nội thành. Nhanh chóng bí mật đưa một số xe tăng vào thành cổ biến thành công sự hỏa điểm, phối hợp cùng bộ binh chủ lực nhằm bẻ gãy các mũi tiến công của Thiết Giáp và bộ binh đối phương. Lúc này, khu vực xung quanh và bên trong thị xã Quảng Trị đang được chấn thủ bởi trung đoàn 64, trung đoàn 27 Triệu Hải và trung đoàn 48 Thạch Hãn thuộc sư đoàn 320B với sư đoàn trưởng là đại tá Nguyễn Xuân Lãm, phối hợp cùng trung đoàn 95 thuộc sư đoàn 325. Ngoài ra, trung đoàn 18 khi rút về tuyến sau củng cố nhưng vẫn để tiểu đoàn 7 ở lại thị xã tham chiến và hướng dẫn cho các đơn vị mới vào. Quân địa phương tham gia phối hợp có tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 7. Ngày 22 tháng 7 năm 1972, đối với mũi tiến công của sư đoàn thủy quân lục chiến, chuẩn tướng Bùi Thế Lân quyết định mở một cuộc hành quân mới ở phía đông bắc của thị xã Quảng Trị nhằm cắt đứt toàn bộ tuyến tiếp tế và truyền tin của quân giải phóng. Đây là một cuộc hành quân hỗn hợp giữa hai tiểu đoàn của lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến cùng các đơn vị bộ binh và thiết giáp. Các lực lượng thủy quân lục chiến được trực thăng vận đổ xuống hai bãi đáp Lima và Victor, cách thị xã khoảng 3 km về phía đông bắc. Ban đầu, họ chỉ gặp kháng cự nhỏ của quân giải phóng. Tuy nhiên, càng tiến sâu hơn, các đơn vị bộ binh và thiết giáp Việt Nam Cộng Hòa tại căn cứ Long Quang càng vấp phải sự đáp trả không khoan nhượng. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa chuyển sang tổ chức mũi thọc sườn tuyến phòng thủ, tập kích bí mật trong đêm, đào hào để siết vòng vây đối với quân giải phóng và sử dụng bộ binh để kéo quân giải phóng khỏi nơi ẩn nấp, sau đó sử dụng bom và pháo binh để tiêu diệt. Tuy nhiên, ý đồ đánh nhanh thắng nhanh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị bẻ gãy. Kết quả là sau 3 ngày giao chiến liên miên, đến cuối ngày 25 tháng 7, cả hai phía đều gặp rất nhiều tổn thất. Trong đó, phía quân giải phóng với lực lượng còn lại quá mỏng do quân tiếp viện không tới được nên đã bị đẩy lui về cảng cửa Việt. Thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa chiếm lại được các chốt, họ công bố đã loại khỏi vòng chiến ít nhất trên 300 binh sĩ quân giải phóng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, bắn cháy 5 xe tăng và săn phẳng một bệnh viện dã chiến với hơn 100 giường bệnh của đối phương. Quân giải phóng cho rằng phía Việt Nam Cộng Hòa cũng đã phải gánh chịu những tổn thất rất lớn với con số hàng trăm thương vong trong các đợt tiến công. Cũng trong thời gian này, phía Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ tiếp tục xuất hiện mâu thuẫn khi phái đoàn Hoa Kỳ tại hội nghị Paris đã bí mật gặp phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà không cho phía Việt Nam Cộng Hòa được biết. Ở cánh phía tây của sư đoàn dù, quân lực Việt Nam Cộng Hòa tập trung bao vây bên ngoài thị xã Quảng Trị ngày một đông, thay nhau mở các đợt tấn công dồn dập với mật độ hỏa lực dày đặc. Ngược lại, do địa bàn bên trong thị xã và không gian khu vực thành cổ chật hẹp, nên quân giải phóng không thể tập trung lực lượng lớn ở đó. Cuộc chiến của họ chỉ có thể đẩy cao bởi yếu tố tinh thần với bản lĩnh của các trung đoàn thiện chiến như trung đoàn 27, 48, 64 và 95. Tuy nhiên, quá trình chiến đấu căng thẳng triền miên, cộng với việc tiếp viện cả về người và vật chất đều quá khó khăn do khả năng yểm trợ hỏa lực không chỉ dày đặc về tần suất mà còn chính xác về tọa độ của không quân Hoa Kỳ đã khiến quân số và đạn dược quân giải phóng suy giảm nghiêm trọng. Nếu quân số tiêu chuẩn của một tiểu đoàn là khoảng 300 đến 1.000 quân, thì nhiều tiểu đoàn quân giải phóng trong thị xã Quảng Trị trung bình chỉ còn khoảng 100 tay súng. Một đại đội tiêu chuẩn có khoảng 70 đến 200 quân, thì con số này của quân giải phóng tại Quảng Trị trung bình chỉ còn khoảng 30 người. Tường thành cổ mỗi bề khoảng 500 mét cũng đã hứng chịu hỏa lực khủng khiếp của cả đôi bên. Tuy nhiên, bất chấp những cuộc đọ súng ác liệt trong thị xã, phía Việt Nam Cộng Hòa vẫn không đẩy lui được đối phương ra khỏi trận địa chính. Đến 27 tháng 7, thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa đổ thêm hai tiểu đoàn xuống huyện Triệu Phong phía sau để cắt đường tiếp tế. Đồng thời hỏa lực không quân, pháo binh bắn phá phía sau để ngăn chặn việc tiếp tế của đối phương. Để chia lửa với các đơn vị bảo vệ thành cổ, phá thế vây ép của Việt Nam Cộng Hòa, đại tá Nguyễn Xuân Lãm, tư lệnh cánh đông quân giải phóng, đồng thời là tư lệnh sư đoàn 320B, ra lệnh cho các đơn vị dưới quyền tổ chức luồn sâu đánh mạnh vào sau lưng đối phương, buộc Việt Nam Cộng Hòa phải phân tán lực lượng để đối phó. Tuy nhiên, tướng Lê Quang Lưỡng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã tất tay với việc tung lực lượng dự bị cuối cùng là liên đoàn biệt kích dù 81 vào chiến đấu. Sau cùng, thành công chiếm được các làng Trì Bưu, Cổ Thành. Tiểu đoàn biệt kích dù 27 tiến sát được vào góc đông nam thành cổ và nhiều lần lao lên định cắm cờ lên tường thành. Thế nhưng, lại một lần nữa bị trung đoàn 48 đẩy lùi. Phía Việt Nam Cộng Hòa lập tức gọi không quân chi viện, nhưng hai máy bay A-37 đã tấn công nhầm,
gây thương vong cho phân nửa lực lượng Việt Nam Cộng hòa tại đây. Cuộc tấn công của các tiểu đoàn dù và thành cổ Đinh Công Tráng coi như thất bại, buộc phải tạm dừng vào ngày 26 tháng 7 năm 1972. Việc này đồng nghĩa thời hạn đánh chiếm thị xã Quảng Trị trước ngày 27 tháng 7 đã không thể thực hiện được. Cả hai phía đều tổn thất nặng nề về nhân mạng với hàng ngàn thương vong. Sau gần một tháng chiến đấu căng thẳng, Việt Nam Cộng hòa công bố chỉ tính riêng trong giai đoạn 1 của chiến dịch Lam Sơn 72 với sự yểm trợ đắc lực của không quân, hải quân và pháo binh, đã khiến quân giải phóng tại các chốt phòng thủ đã tổn thất ít nhất mấy 4.000 binh sĩ, trong khi Việt Nam Cộng hòa cho rằng họ chỉ thương vong khoảng 8.500 binh sĩ trong giai đoạn này. Quân giải phóng công bố từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 27 tháng 7 năm 1972, các đơn vị của họ bao gồm lực lượng chốt giữ tại thị xã và thành cổ Quảng Trị cùng lực lượng chi viện bổ sung liên tục từ tuyến sau đã phải gánh chịu thương vong khoảng 9.800 bộ đội, nhưng đồng thời cũng loại khỏi vòng chiến hơn 10.500 binh sĩ đối phương. Ngày 28 tháng 7, trước tình trạng sư đoàn dù kiệt quệ về sức chiến đấu và quân số, tướng Ngô Quang Trưởng quyết định dừng cuộc tấn công của sư đoàn dù, chuyển giao nhiệm vụ đánh chiếm thị xã Quảng Trị cho sư đoàn thủy quân lục chiến bằng mọi giá phải tái chiếm thị xã Quảng Trị với biểu tượng là cổ thành Đinh Công Tráng. Ở bên phía quân giải phóng, tướng Trần Quý Hai cũng nhanh chóng điều động bổ sung viện binh từ bờ phía bắc sông Thạch Hãn để chuẩn bị đối phó. Giai đoạn 2 của chiến dịch Lam Sơn 72 lại sắp sửa diễn ra và báo hiệu một trận tử chiến khủng khiếp bậc nhất chiến tranh Việt Nam diễn ra trong khu vực cổ thành. Cuộc đọ súng tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem trong tập tiếp theo. Sau mệnh lệnh của tướng Ngô Quang Trưởng, ngày 28 tháng 7 năm 1972, nhiệm vụ tái chiếm thành cổ Đinh Công Tráng được chuyển giao nhanh chóng từ sư đoàn dù sang sư đoàn thủy quân lục chiến. Lần này, rút kinh nghiệm cách đánh vỗ mặt của sư đoàn dù không thành công, tướng Bùi Thiên Lân, tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến, đã chuyển sang dùng chính chiến thuật của quân giải phóng miền Nam Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ trước đây. Đó là chiến thuật lấn dũi để làm phương thức tấn công chính. Lần này, tướng Lân không bị thúc ép thời hạn đánh chiếm thị xã Quảng Trị như tướng Lưỡng bởi hòa đàm Paris đã được nối lại. Do đó, trong mỗi đợt tấn công, tướng Lân cho 6 tiểu đoàn thuộc 3 lữ đoàn công kích để lại 3 tiểu đoàn ở tuyến sau để giữ quân, thay thế bổ sung trang bị lại, sau đó luân phiên thay nhau chiến đấu. Cách đánh này làm cho quân giải phóng miền Nam Việt Nam phải liên tục chiến đấu và đối phó, liên tục tác chiến dẫn đến mệt mỏi trong khi quân số được thay thế vốn đã rất hạn chế. Tướng Lưỡng đề ra kế hoạch tấn công như sau. Mũi thứ nhất, các lực lượng là lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến với lữ đoàn trưởng là đại tá Ngô Văn Định cùng tiểu đoàn 1 pháo binh thủy quân lục chiến với nghệ danh Lôi Hỏa. Thiết toàn 17 thuộc lữ đoàn 1 kỵ binh với chỉ huy trưởng là trung tá Nguyễn Viết Thịnh và một chi đoàn chiến xa M48 sẽ là lực lượng tấn công chính vào cổ thành, chịu trách nhiệm siết chặt vòng vây khu vực phía tây nam. Cùng với các lực lượng Việt Nam Cộng hòa thì tại bộ chỉ huy của lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến cũng có trên 10 cố vấn quân sự cao cấp Hoa Kỳ dưới quyền chỉ huy của thiếu tá Gordon Kaiser, chuyên đảm nhiệm thiết lập kế hoạch yểm trợ hỏa lực của không quân và hải quân Hoa Kỳ thuộc hạm đội 7 Thái Bình Dương, cùng pháo đài bay B-52 xuất kích từ các sân bay Thái Lan. Mũi thứ hai, lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến với lữ đoàn trưởng là trung tá Nguyễn Đăng Bảo sẽ sử dụng 3 tiểu đoàn tác chiến phối hợp cùng tiểu đoàn 2 pháo binh thủy quân lục chiến phụ trách khu vực phía đông bắc của cổ thành. Lực lượng này có nhiệm vụ ngăn chặn viện binh của giải phóng từ phía bắc. Ngoài ra, lữ đoàn 369 thủy quân lục chiến làm lực lượng dự bị tác chiến phối hợp cùng mũi 1 và mũi 2 dưới quyền chỉ huy của đại tá Nguyễn Thế Lương. Giai đoạn 2 của chiến dịch Lam Sơn 72 mà trọng tâm là cuộc phản công tái chiếm thành cổ Quảng Trị của sư đoàn thủy quân lục chiến cơ bản gồm 3 đợt tấn công. Đợt 1, đợt tấn công thứ nhất của sư đoàn thủy quân lục chiến vào thành cổ Quảng Trị bắt đầu từ sáng ngày 27 tháng 7. Theo đó, tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến với nghệ danh Sói Biển tiến vào thế chân các đơn vị của tiểu đoàn 5 dù ở phía nam của thành, cách tường thành cổ khoảng hơn 200m. Tuy nhiên, khi tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến tiến lên, họ cũng gặp phải hỏa lực đáp trả dữ dội của quân giải phóng, không khác gì sự căng thẳng mà tiểu đoàn dù từng phải gánh chịu trước đó. Như vào ngày 5 tháng 8, tiểu đoàn 2 trung đoàn 48 quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã tập kích diệt một đại đội quân đối phương ở Hạnh Hoa, đánh thiệt hại 3 đại đội khác, bắn cháy 5 xe tăng. Suốt 2 tuần giao tranh sau đó, mà cụ thể là từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8 năm 1972, tiểu đoàn 3 Sói Biển đã ghi nhận với tỷ lệ thương vong lên tới gần 60%, với hơn 400 binh sĩ bị loại khỏi vòng chiến trên tổng số 700 binh sĩ tham chiến. Nó cho thấy sự kháng cự cực kỳ quyết liệt
từ phía quân giải phóng cũng như buộc các lực lượng Việt Nam Cộng Hòa phải rút về tuyến sau, gần bộ chỉ huy của lữ đoàn 258 ở Cù Hoan để dưỡng quân, tái bổ sung lực lượng. Chiến trường để lại cho tiểu đoàn 8 thủy quân lục chiến với nghệ danh Ó Biển tiến lên thay thế. Trong ngày 13 tháng 8, một sở chỉ huy nhỏ của quân giải phóng ở gần cổng Tây của thành cổ bị máy bay B-52 ném bom và bị san phẳng cùng với một bức tường cao hơn 4 mét của thành cổ. Lúc này, trận chiến diễn ra trong mùa mưa khiến cho các chiến sĩ quân giải phóng phải chiến đấu trong điều kiện rất khó khăn khi bên ngoài là bóng đêm và hỏa lực của đối phương, còn bên trong là những căn hầm ngập nước khiến cho nguy cơ các vết thương bị nhiễm trùng tăng lên. Giao tranh diễn ra dữ dội, có nơi trên trận địa có cả 3 lớp người chết, gồm lính quân giải phóng miền Nam Việt Nam, lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa lẫn cố vấn của quân đội Hoa Kỳ. Hai bên giao tranh với tinh thần không khoan nhượng, không khí chiến trường trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 19 tháng 8, Bộ Tư lệnh B-5 bổ sung cho Trung đoàn 165 Sư đoàn 312 cho hướng Tây, phối hợp với Trung đoàn 88 thuộc Sư đoàn 308, Trung đoàn 95 thuộc Sư đoàn 325 đột kích vào điểm cao 105B, Tích Tường, Thạch Hãn nhưng không đạt kết quả. Ở hướng Đông, đặc công K1, K5 thuộc đoàn 135 quân giải phóng miền Nam Việt Nam đột kích cả Mỹ Thủy và trận địa pháo Hải Lăng. Các trung đoàn 101 thuộc Sư đoàn 325 và 27 thuộc Sư đoàn 320B tiếp tục giành giật khu vực Nại Cửu, Chợ Sãi với sư thủy quân lục chiến. Đến giữa tháng 8 năm 1972 thì Bộ Tư lệnh B-5 quân giải phóng quyết định giao nhiệm vụ cho Sư đoàn 325 chỉ huy các lực lượng phòng thủ thành cổ Quảng Trị. Đáng chú ý là giai đoạn này gần tường thành có một căn hầm bê tông cốt thép rất kiên cố, sâu và dài do phía Liên quân xây dựng từ trước để dùng cho các cố vấn quân sự Hoa Kỳ. Đến khi quân giải phóng chiếm được thành cổ thì căn hầm được trưng dụng làm sở chỉ huy tạm thời cho tiểu đoàn 3 quân giải phóng. Trong những ngày mưa bom bão đạn dội xuống thành cổ thì một quả bom laser của Hoa Kỳ đã đánh trúng vị trí này và làm sập mất cửa hầm, khiến 7 bộ đội bị kẹt bên dưới. Khi hầm đã sập, nếu bên trên mặt đất nói to thì bên dưới vẫn nghe thấy, nhưng vì lớp bê tông bịt nắp hầm quá dài và kiên cố, cùng với bên trên thì chiến trường ác liệt nên không có cách nào cứu hộ được. Các đồng đội quân giải phóng chỉ biết gọi tên nhau bất lực nhìn thấy trước số phận. Ngày 17 tháng 8, lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến đột kích vào trung tâm thị xã Quảng Trị, khu vực Chỉ Bưu, nơi mà đã 3 lần chuyển từ tay trung đoàn 95 sư đoàn 325 quân giải phóng sang tay lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến và ngược lại. Từ ngày 20 đến ngày 30 tháng 8 ở hướng Tây, sau khi được bổ sung quân và tái trang bị, sư đoàn dù có không quân và pháo binh yểm trợ tối đa đánh lấn phía tây thị xã, chiếm ngã ba Long Hưng, ngã tư Thạch Hãn, Tích Tường. Ở hướng Đông, trung đoàn 101 sư đoàn 325 quân giải phóng đột kích chiếm Chợ Sãi, trung đoàn 27 sư đoàn 320B chiếm Bích Lai Trung. Nhưng sau một ngày, các lữ đoàn 147, 369 thủy quân lục chiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã phản kích chiếm lại. Ngày 23 tháng 8, chỉ với vài chục tay súng, lực lượng quân giải phóng ở phía cổng Tây của thành cổ đã chiến đấu kiên cường đẩy lùi một đại đội thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa. Trong đêm ngày 24 tháng 8, một phân đội đặc công thuộc sư đoàn 325 quân giải phóng đã luồn sâu đột kích một sở chỉ huy thủy quân lục chiến cấp tiểu đoàn tại An Lưu, tiêu diệt hơn 80 lính thủy quân lục chiến, bắn cháy 2 xe tăng, 2 nhà bạt, phá hủy một trận địa xung cối. Vì trận chiến giữa cả hai ngày một ác liệt, thế nên lúc này để tránh bị phát hiện, phục vụ cho mục tiêu cầm chân đối phương lâu dài, phía quân giải phóng đã có một quyết định táo bạo, đó là chọn khu vực Cao Hy cách Đông Hà khoảng 15 km trên một bãi chiến trường bị bom B-52 cày tan nát để làm căn cứ cho sở chỉ huy tác chiến của sư đoàn 325. Và quả thực, giải pháp này đã khiến cho phía Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa mãi về sau vẫn không thể tin được. Bên cạnh đó, sở chỉ huy tiền phương chỉ đạo bảo vệ thành cổ của quân giải phóng còn ở ngay sát mép sông, dưới một căn hầm rượu đổ nát của dinh tỉnh trưởng với sắt gỗ và gạch đá ngổn ngang bao phủ cả khu hầm, dài tới 5 mét, vô tình lại trở thành một căn hầm chống bom đạn rất kiên cố. Quân giải phóng đã cải tạo khu hầm chia thành 3 ngăn, có giao thông hào chạy ra bên ngoài, 1 ngăn làm khu phẫu thuật, 1 ngăn cho thông tin chính xác, 1 ngăn cho chỉ huy và trực ban tác chiến. Hầm dinh tỉnh trưởng cũng là nơi quân giải phóng tập trung thương binh trước khi vận chuyển khỏi chiến trường. Cửa hầm được mạnh tay trang bị Trung Liên và B-41 để phòng thủ, không được Hoa Kỳ hàng ngày truy tìm, nhưng do quân giải phóng ngụy trang kín đáo, các hoạt động ban ngày được bảo mật cao, kết hợp nấu cơm vào các khung giờ không quân anh tạc, để khói bếp hòa lẫn và khói bom đạn nên Hoa Kỳ tìm mọi cách mà vẫn không phát hiện được sở chỉ huy quân giải phóng ở đâu. Tại bến vượt qua sông Thạch Hãn còn có tên là bến vượt Nhan Biểu, là nơi tiếp đạn vận tải lương thực,
nơi bộ đội tập kết để vượt sông vào chiến đấu trong thành cổ. Cũng là nơi thương binh từ trong thành cổ chuyển qua sông đưa về tuyến sau cấp cứu điều trị. Khúc sông ở bến vượt Nhan Biểu chính là nguồn tiếp vận duy nhất của quân giải phóng trong thành cổ khi chiếc cầu sắt đã bị không quân Hoa Kỳ phá hủy. Tuy nhiên, do hỏa lực bắc sông Thạch Hãn của quân giải phóng rất mạnh, khiến cho phía Liên quân không thể tiếp cận bằng bộ binh mà phải sử dụng pháo hàng nặng và máy bay ném bom tầm xa để tấn công theo tọa độ. Như vậy, bến vượt Nhan Biểu đã trở thành tâm điểm ném bom của máy bay B-52. Hỏa lực pháo mặt đất và cả hỏa lực pháo hạm tàu chiến từ ngoài khơi bắn vào hỏa lực dữ dội đến mức mặt sông luôn trong tình trạng sủi bọt đục ngầu, thậm chí có lúc vỡ toác đến trơ đáy. Với mật độ bom đạn quá khủng khiếp như vậy, nên giai đoạn này viện binh quân giải phóng tiếp tế cho thành cổ đã phải gánh chịu thương vong lên tới 40% quân số ngay từ bờ bắc sông Thạch Hãn, tức là còn chưa kịp qua sông. Mỗi đêm trung bình quân giải phóng chỉ vận chuyển được từ 40 đến 50 bộ đội vào thành cổ. Do vậy, nhưng đến cuối tháng 8, một lượng nhỏ qua chuẩn bị cho quốc khánh mùng 2 tháng 9 vẫn được chuyển vào tới chiến trường. Do áp lực từ phía Liên quân quá lớn, các tuyến phòng thủ trong thành cổ lần lượt bị bom đạn tàn phá liên tục. Các viện binh tăng cường thậm chí còn không đủ bù đắp số thương vong. Tại bến vượt sông Thạch Hãn, nhiều thương binh của quân giải phóng đã thiệt mạng bởi bom và pháo kích ngay khi đang được vận chuyển về tuyến sau. Có những thời điểm, cả một đại đội quân giải phóng đã phải gánh chịu thương vong gần như toàn bộ lực lượng. Quân giải phóng tại thành cổ cũng chiến đấu trong vòng vây ngày càng siết chặt của đối phương. Trận địa tra đảo vì bom đạn, các bộ đội chỉ sống bằng lương khô và nước lã, bắn re sẹt từng viên đạn. Thế trận lúc này thực sự đang nghiêng hẳn về phía Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa khi họ kiểm soát được cả ba mặt trận của thành cổ, đồng thời kiểm soát hoàn toàn trên không. Mặc dù vậy, tiểu đoàn 8 thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa sau nhiều đợt đột kích vào cổ thành vẫn phản ánh chịu tổn thất nặng nề đến mức buộc phải rút ra. Tuy nhiên, với chiến thuật vây lấn xen kẽ đã được lên từ trước, tiểu đoàn 3 xoáy biển sau khi tái thiết lực lượng lại tiến vào thay thế đầu súng quyết liệt với các chốt của quân giải phóng trong thành cổ, mục tiêu mở rộng khu vực kiểm soát tới chân tường thành. Cũng trong đợt 1, giai đoạn 2 của chiến dịch Lam Sơn 72 này, các đại đội thuộc tiểu đoàn 9 Mãnh Hổ đã thay phiên nhau tấn công nhiều các chốt của quân giải phóng tại khu vực ngã ba Long Hưng, khu bệnh viện, tường Bồ Đề sát bờ sông Thạch Hãn và dọc theo con đường Trần Hưng Đạo, một trong những con đường huyết mạch dẫn vào thị xã Quảng Trị. Để đáp trả, quân giải phóng sử dụng phương án ban ngày phòng thủ, nhưng cứ đêm xuống thì lập tức tổ chức tập kích đối phương tại hàng loạt địa điểm như Chí Bưu, chùa Bà Năm, bờ sông Thạch Hãn, khiến quân lực Việt Nam Cộng Hòa gặp khó khăn không thể tiến lên được. Vào cuối tháng 8 năm 1972, hỏa lực của Việt Nam Cộng Hòa lại tiếp tục được Hoa Kỳ bổ sung, trong khi viện trợ của Liên Xô cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lại đang chậm tiến độ vì tuyến đường bộ bị Trung Quốc cố tình gây khó khăn. Mặc dù vậy, thế trận vẫn vô cùng khốc liệt, chưa thể phân thắng bại. Việt Nam Cộng Hòa vẫn phải gồng mình giành giật nhau với giải phóng quân từ mặt đất. Đến lúc này, tổn thất của tiểu đoàn 9 Mãnh Hổ lên tới ít nhất trên 300 binh sĩ thương vong, tức là gần một nửa quân số. Trước sức chống trả quá quyết liệt của đối phương, tiểu đoàn 1 Quái Điểu tiến lên thay thế. Tiểu đoàn 9 buộc phải rút về khu vực Gia Đẳng để dưỡng quân, bổ sung lực lượng và tái trang bị. Mặc dù thiệt hại nặng, nhưng sau nhiều lần cảm tử, thủy quân lục chiến cũng nhổ được khá nhiều chốt và gây tổn thất rất lớn cho quân giải phóng. Bên cạnh đó, đường vào thị xã Quảng Trị và cổ thành Đinh Công Tráng dần được mở rộng hơn. Tuy nhiên, mục tiêu tái chiếm cổ thành và trung tâm thị xã Quảng Trị vẫn chưa hoàn thành. Thế nên, từ ngày 29 tháng 8 năm 1972, thủy quân lục chiến bắt đầu đợt tiến công thứ hai vào thành cổ, quyết tâm nhổ đi chốt chặn khó nhằn nhất của quân giải phóng tại đây. Để tiến công, Việt Nam Cộng Hòa quyết định tăng cường cho mũi tấn công chính vào cổ thành với 5 tiểu đoàn thủy quân lục chiến 1, 3, 5, 6 và 8. Mục tiêu của thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa là tiêu diệt tất cả các chốt của quân giải phóng, giành lại những cơ sở hành chính trong thị xã, làm tiền đề chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng, đó là tấn công tái chiếm cổ thành Đinh Công Tráng. Đại tá Ngô Văn Định phân công cho các tiểu đoàn như sau. Tiểu đoàn 1 thay thế tiểu đoàn 9 sẽ từ khu bệnh viện tấn công lên phía Bắc, chiếm lại khu cảnh sát, nhà máy điện, trường tiểu học và khu doanh trại cảnh sát dã chiến. Tiểu đoàn 3 sẽ thay thế tiểu đoàn 8 tiếp tục chiếm giữ phía đông nam cổ thành. Tiểu đoàn 5 chịu trách nhiệm vụ đông nam của ngã ba Long Hưng. Tiểu đoàn 6 chịu trách nhiệm càn quét phía bắc ngã ba Long Hưng, bao vây phía tây nam cổ thành. Tiểu đoàn 8 sau khi bàn giao khu vực cho tiểu đoàn 3 sẽ rút về phía sau dưỡng quân, trở thành lực lượng dự bị. Đợt 2. Trong hơn 10 ngày chiến đấu liên tục của đợt 2, từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 9 tháng 9, các tiểu đoàn thủy quân lục chiến một lần nữa gặp phải sự đáp trả rất dữ dội của quân giải phóng. Những cuộc đấu súng không khoan nhượng diễn ra suốt ngày đêm bên trong thị xã Quảng Trị.
chiến thuật tác chiến trong thành phố từng được cả hai phía áp dụng tại Huế và Sài Gòn trong trận Tết Mậu Thân năm 1968 đã được cả quân giải phóng và quân lực Việt Nam Cộng Hòa đem ra sử dụng lại một lần nữa. Theo đó, từng khu phố, từng con đường, từng ngôi nhà bị giành giật nhau bởi những loạt súng cận chiến. Ngày 4 tháng 9 năm 1972, một lực lượng của Trung đoàn 88 thuộc Sư đoàn 308 quân giải phóng tổn thất quá nặng tại tuyến phòng thủ Thạch Hãn Tây và khu giáp sông thuộc thôn Đệ Ngũ, Trường Bồ Đề nên buộc phải rút lui, khiến sườn phía Tây Nam của quân giải phóng bị hở. Một số thành viên Trung đoàn 88, trong đó có cả Trung đoàn phó bị thương, phải tạm trú và sở chỉ huy thành cổ. Bộ chỉ huy quyết định tổ chức đưa số bị thương này vượt sông Thạch Hãn rút về hậu phương chữa thương. Việc hở sườn buộc Sư đoàn 325 quân giải phóng phải sử dụng một bộ phận của tiểu đoàn 7 thuộc Trung đoàn 18 và tiểu đoàn 4 của Trung đoàn 95 ra chiến đấu ở khu vực đó thay thế các đơn vị Trung đoàn 88 để giữ sườn phía Tây Nam. Từ chiều ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 năm 1972, tiểu đoàn 4 Trung đoàn 95 quân giải phóng tập kích khu tam giác Thạch Hãn chiếm một số công sự của Việt Nam Cộng Hòa, giúp cải thiện phần nào thế phòng thủ ở đó. Tiểu đoàn đặc công Tiền Phương phối hợp với đại đội đặc công của Sư đoàn 325 tiến đánh khu quận Lỵ, Mai Lĩnh nhưng bị đánh bại bởi lực lượng thủy quân lục chiến rất tinh nhuệ đang chốt giữ tại đây. Giai đoạn này, trời mưa bắt đầu to khiến nước sông Thạch Hãn lên nhanh, chảy xiết, ảnh hưởng lớn đến việc tăng viện của quân giải phóng. Có đêm, có tới hàng chục bộ đội tử nạn do bị trôi giạt trong quá trình vượt sông. Công sự chiến đấu cũng bị mưa lớn gây sạt lở nhiều, khiến đội quân giải phóng phải phòng thủ trong tình cảnh vô cùng khó khăn. Tuy vậy, đêm đến, họ vẫn nỗ lực tổ chức các đợt phản kích vì biết rằng nếu chỉ phòng thủ đơn thuần và không có phản công thì thế trận sẽ đi xuống rất nhanh. Ngày 5 tháng 9, tướng trưởng quyết định lợi dụng đối phương đang nguy cấp do nước lụt sông Thạch Hãn dâng cao, ngập thành cổ để mở đợt tấn công thứ 5. Tham gia đợt này còn có thêm các liên đoàn biệt động quân 1 và 2, tiếp đoàn tăng 21 có trang bị xe tăng dùng súng phun lửa M67 mới điều từ phía Nam ra. Sư đoàn dù cũng huy động toàn bộ lực lượng được tăng cường. Liên đoàn 1 biệt động quân công kích thị xã từ hướng Tây Nam và hướng Nam. Sư đoàn thủy quân lục chiến được tăng cường kết đoàn 21 và liên đoàn 2 biệt động quân tấn công thị xã từ hướng Đông và Đông Bắc. Ngày 6 tháng 9, các trung đoàn 27 và 64 quân giải phóng phá vỡ phòng tuyến sông Vĩnh Định của lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến, mở hành lang đối với Nham Biểu, Thạch Hãn. Trong thị xã, trung đoàn 95 thuộc sư đoàn 325 và trung đoàn 48 sư đoàn 320 đánh chặn lữ dù 3 ở Hải Trì, lữ dù 1 ở Chi Biêu, liên đoàn 1 biệt động quân ở Hành Hoa sát khu vực thành cổ khoảng 500m đến 1km. Ở các hướng khác, quân giải phóng miền Nam Việt Nam không còn lực lượng chốt giữ phải lui dần. Trung đoàn 102 sư đoàn 308 phải bỏ Long Hưng rút về phía Tây. Trung đoàn 24 sư đoàn 304 phải rút về Phước Tượng, sau đó bị nước lũ cô lập. Không quân Hoa Kỳ tăng gấp đôi số phi vụ B-52 và cường kích đánh phá các trận địa của quân giải phóng gây thương vong lớn. Các trung đoàn 48 và 95 chỉ còn mấy trăm người, có trung đội chỉ còn 7 đến 8 người. Ngày 7 tháng 9 năm 1972, quân lực Việt Nam Cộng Hòa mở tiến công lần thứ 6 vào thành cổ, mở đầu bằng đòn tập kích hỏa lực mang tên Phong Lôi 2. Cùng với đó, Hải quân và Không quân Hoa Kỳ cũng phối hợp với pháo binh Việt Nam Cộng Hòa bắn suốt 48 giờ, điền vào tất cả các trận địa của quân giải phóng. Tập trung cao độ khu vực thành cổ, các bến vượt sông, các tuyến đường tiếp vận phía quân giải phóng. Oanh tạc cơ B-52 của Mỹ giải thảm khu vực Nhan Điều, Ái Tử ở tả ngạn sông Thạch Hãn, cày tan nát các trận địa pháo của đối phương. Đêm ngày 7 tháng 9, một lực lượng thuộc Trung đoàn 48 quân giải phóng tập kích khu Hạnh Hòa, chiếm một số công sự, cải thiện thế phòng thủ tại Chi Biêu. Tiểu đoàn 5 thuộc Trung đoàn 95 quân giải phóng tập kích chiếm lại khu nhà thờ Tin Lành từ tay thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, tiểu đoàn 5 quân giải phóng cũng gặp thương vong lớn, ngay cả tiểu đoàn trưởng cũng tử trận. Ngày 8 tháng 9, sư đoàn dù chiếm được 3 căn cứ La Vang phía Nam thị xã. Sáng ngày 9 tháng 9 năm 1972, Không quân pháo binh Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ tấn công nghi binh vào bãi Bắc sông Cửa Việt, tạo điều kiện cho lữ đoàn 147 và 258 thủy quân lục chiến nhận lệnh khởi động cuộc tấn công lớn đánh cấp tập từ ba hướng. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tập trung xe tăng, xe thiết giáp, súng phun lửa quyết tái chiếm thành cổ. Song song với đó, một lực lượng khác phía Việt Nam Cộng Hòa tiến công khu La Vang, Tích Tường, Như Lệ để chặn sư đoàn 308 quân giải phóng phản kích tướng này. Liên đoàn 1 biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa cũng tiến công Bích Khê, Nại Cửu để chặn sư đoàn 320 quân giải phóng hoạt động ở phía bắc sông Vĩnh Định. Lúc này, bên phía quân giải phóng tiểu đoàn địa phương K8 được lệnh ém quân chờ bên ngoài thành cổ, củng cố lại đội hình. Phía trong cổ thành,
nhiều trận phản kích ác liệt của bộ đội quân giải phóng đã diễn ra ngay ở khu vực chân tường thành. Họ đánh bật thành công nhiều mũi tiến công vũ bão của các đơn vị thủy quân lục chiến. Chiều ngày 9 tháng 9, một trung đội Việt Nam Cộng Hòa lọt được vào thành cổ nhưng bị tiểu đoàn địa phương K3 quân giải phóng phản kích dữ dội, thương vong gần một nửa quân số phải rút lui, để lại 11 xác binh sĩ tử trận. Cũng trong ngày hôm đó, tại khu Hạnh Hòa, quân giải phóng diệt một đại đội, đánh thiệt hại nặng một đại đội khác thuộc lữ đoàn 147 thủy quân lục chiến, bắn cháy 5 xe thiết giáp. Tuy nhiên trong khoảng thời gian chóng vánh tại khu vực này, quân giải phóng cũng đã phải gánh chịu thương vong lên tới ít nhất trên 30 bộ đội. Cùng thời gian, tiểu đoàn 4 thuộc trung đoàn 95 quân giải phóng đánh chặn 3 tiểu đoàn Việt Nam Cộng Hòa ở khu nhà thờ Tiên Lành. Hai bên giành đi giật lại từng công sự rất quyết liệt. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa thiệt hại gần một đại đội nhưng cuối cùng cũng đã chiếm lại được. Tại khu Mỹ Tây thì quân giải phóng bị đánh bại tại các chốt này, thương vong lên tới trên 40 bộ đội, tổn thất một súng cối 82 ly, một súng máy 12 ly, 71 đại liên, một khẩu B-40 và một khẩu B-41. Ở trong tình trạng hàng tiếp viện vô cùng khan hiếm thì những mất mát trên là rất lớn đối với quân giải phóng. Tuy nhiên tại khu vực này, mọi chuyện cũng không hề dễ dàng đối với quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vì đến tối ngày 9 tháng 9, tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 5 thuộc trung đoàn 95 quân giải phóng đã bất ngờ tập kích dữ dội, chiếm lại thành công khu Mỹ Tây, đẩy các đơn vị thủy quân lục chiến lui về phía nam. Cũng trong tối hôm đó, tiểu đoàn địa phương K8 sau khi được củng cố đã tiến vào cổ thành, bổ sung lực lượng cho các đơn vị đang chiến đấu bên trong. Pháo binh quân giải phóng đóng ở bờ bắc sông Thạch Hãn cũng nã pháo cấp tập, gây tổn thất nặng nề cho thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, tính đến tối ngày 9 tháng 9, các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa cuối cùng đã hoàn tất việc tiến sát vào bờ thành của cổ thành Đinh Công Tráng để lui quân giải phóng vào sâu bên trong. Đội hình bị băm nát ở nhiều khu vực. Các bộ đội thuộc trung đoàn 27 Triệu Hải và trung đoàn 48 Thạch Hãn trấn thủ cổ thành lúc này đã cạn kiệt về sức lực. Tình hình thực sự trở nên vô cùng cấp bách đối với quân giải phóng. Đây cũng là thời điểm Việt Nam Cộng Hòa kết thúc đợt tấn công thứ hai được tiến hành bởi các sư đoàn thủy quân lục chiến vào thành cổ. Đáng chú ý là lúc này, quân lực Việt Nam Cộng Hòa bao gồm cả sư đoàn dù đã dần hồi phục lại lực lượng và sắp cùng các lực lượng trên chiến trường mở cuộc tấn công đợt 3 vào thành cổ do quân giải phóng kiểm soát. Trận chiến tái chiếm công thành tiếp theo sẽ còn ác liệt đến mức nào? Mời quý vị và các bạn đón xem trong tập tiếp theo. Vệ quốc quân xin được chào các bạn. Nối tiếp tập trước, ngày 9 tháng 9 năm 1972, do nhận thấy tình thế quân giải phóng bên trong thành cổ ngày càng khó khăn và kiệt quệ, tướng Bùi Thế Lân quyết định phải chấp lấy thời cơ dứt điểm cứ điểm này. Đợt tiến công lần 3 và cũng là đợt tiến công cuối cùng vào thành cổ, theo đó chính thức được bắt đầu. Trong suốt 3 ngày đêm, kể từ ngày 9 tháng 9, cả hai phía liên tục tổ chức các đợt tấn công và phản công rất thảm khốc, nhằm giành giật từng mét đất, từng mét hào, cùng với mục tiêu đánh hao tổn nhất có thể sinh lực của đối phương. Chỉ riêng trong ngày 10 tháng 9, hơn 400 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã tử trận, cùng ít nhất 5 xe tăng bị bắn cháy. Trong khi đó, quân giải phóng cũng tổn thất từ hơn 300 bộ đội và mất toàn bộ các chốt tại Mỹ Tây và khu trại giam. Tuy do phía Việt Nam Cộng Hòa dùng cách đánh theo lối bào mòn đối phương, nên cuộc chiến giằng co càng khiến quân giải phóng lâm vào tình trạng kiệt quệ. Giai đoạn này, việc tiếp viện về quân số, trang bị và lương thực vào cổ thành đã gần như bất khả thi. Trong cùng thời gian, quân giải phóng chỉ tăng viện được 200 tân binh từ bờ bắc sông Thạch Hãn, thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã có thêm hai đợt tăng cường viện binh cực lớn từ thành phố Huế. Lúc này, thời điểm chín muồi cho các lực lượng Việt Nam Cộng Hòa đã tới, nên chuẩn tướng Bùi Thế Lân hạ lệnh siết chặt vòng vây hơn nữa, đưa thêm lực lượng đột kích mạnh vào cổ thành Đinh Công Tráng từ hai hướng. Lần lượt là hướng đông bắc sử dụng chủ lực là lữ đoàn 147, hướng tây nam có nòng cốt là lữ đoàn 258, lữ đoàn 369 chia lực lượng ra để hỗ trợ hai hướng nói trên, đồng thời tấn công theo hướng đông nam. Tại hướng đông bắc, lữ đoàn 147 và một bộ phận của lữ đoàn 369 Việt Nam Cộng Hòa có mục tiêu là vượt qua tường thành, tiêu diệt các chốt quân giải phóng đang quyết tâm tử thủ tại đây. Ở bên kia chiến tuyến, lực lượng sư đoàn 325 quân giải phóng gồm tiểu đoàn 5 thuộc trung đoàn 95 và tiểu đoàn 7 thuộc trung đoàn 18 đã chiến đấu quyết liệt, giằng co với đối phương trong từng khu vực, từng mảnh vườn, từng góc tường. Cuộc chiến khốc liệt khiến phần lớn cổ thành dần rơi vào tình trạng đổ nát đến kinh hoàng. Chỉ tính riêng trong ngày 13 tháng 9, tổng thương vong của cả hai phía đã lên tới gần 200 binh sĩ. Tuy nhiên, nhờ có sự chi viện tối đa của không quân, pháo binh, súng phun lửa và xe tăng,
các đơn vị thủy lục chiến của lữ đoàn 147 đã đồng loạt xung phong áp sát chân tường thành cổ, tập kích sở chỉ huy tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 48 quân giải phóng và nhanh chóng chiếm một góc ở khu đông bắc. Cũng vì hỏa lực đối phương quá mạnh nên tiểu đoàn địa phương K8 và tiểu đoàn 3 thuộc trung đoàn 48 Thạch Hãn mặc dù vừa mới vào thành cũng đã phải nhận về tổn thất rất nặng. Trong khi đó, lực lượng tiếp viện bổ sung của trung đoàn 18 quân giải phóng vẫn chưa thể vượt sông vào cổ thành vì B-52 oanh tạc quá khủng khiếp, bị tấn công cả ba mặt, viện binh lại không thể nào bổ sung được, nên sức kháng cự của quân giải phóng trong thành cổ tại hướng đông bắc cứ thế sút kém dần. Cùng thời gian, tường thành đông bắc bị tập kích dữ dội thì tại hướng tây nam thành, lữ đoàn 258 thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa với sự hỗ trợ của một số đơn vị thuộc lữ đoàn 369 đã đề ra hai mục tiêu chính. Thứ nhất là tấn công mạnh vào dinh tỉnh trưởng và tòa hành chính được giao cho tiểu đoàn 2 Châu Điền do thiếu tá Trần Văn Hợp là tiểu đoàn trưởng. Mục tiêu thứ hai là toàn bộ khu vực tường thành phía tây nam và phía nam được giao cho tiểu đoàn 3 Sói Biển và tiểu đoàn 6 Thần Ưng phụ trách. Từ ngày 12 tháng 9, tiểu đoàn 2 Châu Điền với sự yểm trợ của lực lượng xe tăng M48 đã liên tục tấn công vào phía tây tường thành, rút ngắn khoảng cách về phía chân thành cổ. Tuy nhiên, tốc độ không thể tiến nhanh do quân giải phóng đã đáp trả bằng những trận pháo kích 130 ly vô cùng dữ dội. Để mở đường, pháo 90 ly trên xe tăng M48 Việt Nam Cộng Hòa cũng khai hỏa. Nó tỏ ra rất hiệu quả trong việc chọc thủng các chốt của quân giải phóng. Rạng sáng ngày 13 tháng 9 năm 1972, đại đội 5 thuộc tiểu đoàn 2 Châu Điền mở cuộc tấn công vào khu vực chợ Quảng Trị kéo dài ra đến bờ sông Thạch Hãn. Hai bên quần thảo nhau quanh các đống bê tông đổ nát mà quân giải phóng đã biến thành các điểm kháng cự. Cuối cùng, các binh sĩ thủy quân lục chiến cũng đã chiếm được mục tiêu. Sau đó, khai triển đội hình tiến về phía dinh tỉnh trưởng, nơi có một đại đội quân giải phóng đang trấn thủ. Tình hình với quân giải phóng lúc này bắt đầu trở nên cấp bách vì trong những ngày này, trời trở mưa to, lũ lớn, hạn chế nhiều đến việc tăng cường lực lượng quân số, vật chất kỹ thuật cho bên trong thị xã. 23 giờ đêm ngày 13 tháng 9, Bộ Tư lệnh B5 quân giải phóng lệnh cho chỉ huy trưởng lực lượng phòng thủ thành cổ là đại tá Nguyễn Việt ra ngay bến vượt Nham Biểu để bàn bạc phương án đưa lực lượng còn lại của trung đoàn 18 vào phản kích trong thành cổ. Song song với việc đột kích vào phía tây, một mũi nhọn khác của tiểu đoàn 2 Châu Điền với chủ lực là đại đội 4 cũng tấn công mạnh vào các chốt quân giải phóng dọc theo hai bên đường Phan Đình Phùng. Mặc dù gặp tổn thất lớn về lực lượng, nhưng đại đội 4 đã tiêu diệt được hàng loạt cứ điểm và bắt được một số tù binh quân giải phóng. Qua khai thác tù binh, đại úy Việt Nam Cộng Hòa Lê Quang Liễn, đại đội trưởng đại đội 4 đã nắm được thông tin. Những tù binh này thuộc một đơn vị của sư đoàn 320B của giải phóng vừa vượt sông Thạch Hãn đêm hôm trước để tăng viện cho lực lượng đang tử thủ trong thị xã Quảng Trị. Sau khi nắm chắc tình hình, cũng như đã lên kế hoạch xong cho các mục tiêu trọng yếu, đến đêm ngày 14 tháng 9 năm 1972, với sự hỗ trợ của xe tăng M48 và xe thiết giáp M113 có trang bị súng phun lửa, tiểu đoàn 2 Châu Điền nhanh chóng tiến về phía hai mục tiêu quan trọng nhất, đó là dinh tỉnh trưởng và tòa hành chính, nơi một trung đoàn quân giải phóng đặt bộ chỉ huy. Khi đến nơi, hai đại đội đi đầu của tiểu đoàn 2 Châu Điền là đại đội 4 và 5 đã cùng tiến song song nhằm tương trợ lẫn nhau, đồng thời giúp phân tán hỏa lực quân giải phóng. Ngoài ra, do ở khu vực phía tây nam thành cổ lúc đó, quân giải phóng còn đang bị tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến áp chế, nên tiểu đoàn 2 Châu Điền khi tiến đánh dinh tỉnh trưởng và tòa hành chính thì họ có lợi thế là không bị hỏa lực quân giải phóng uy hiếp từ bên phải. Tuy nhiên, không có gì là dễ dàng. Trên đường tiến quân, càng tiến gần tới thành cổ, họ lại gặp sự chống trả mãnh liệt của các chốt quân giải phóng theo hướng trực diện. Địa hình trước mặt bên kia đường hướng về dinh tỉnh trưởng là những đống gạch đổ nát, những gốc cây đã gãy gập và trận địa của quân giải phóng nằm ở phía sau. Tiếng AK-47 nổ liên hồi, cùng hỏa lực B-40, B-41 chống trên xa của quân giải phóng liên tiếp khai hỏa tại ngã tư đường Trần Cao Vân và đường Phan Đình Phùng. Hòa với đó là âm thanh chết chóc của M16, M79 và Đại Liên M60. Tuy nhiên, sức kháng cự có hạn, trận địa hỏa lực quân giải phóng giằng co đến ngày 15 tháng 9 năm 1972 thì bắt đầu yếu dần. Đại đội 4 Việt Nam Cộng Hòa và lực lượng thiết giáp M113 chớp được thời cơ, nhanh chóng tấn công tràn ngập vào các vị trí dọc đường Trần Hưng Đạo, vị trí bảo vệ tuyến ngoài quanh dinh tỉnh trưởng và tòa hành chính tỉnh Quảng Trị. Tại chốt cố thủ của bộ đội quân giải phóng sát khuôn viên dinh tỉnh trưởng, thiếu úy Lê Viết Thắng trong biên chế trung đoàn 48 Thạch Hãn thuộc sư đoàn 320B đã chỉ huy một nhóm bộ đội vừa được tăng viện chiến đấu ngã xuống đến những người cuối cùng sau khi đối đầu với một tiểu đội đột kích thủy quân lục chiến phía Việt Nam Cộng Hòa.
đối phương thu được một khẩu B-40, một đại liên 12,7 và một số súng cá nhân của quân giải phóng tại chốt này. Như vậy, mặc dù chiến đấu vô cùng kiên cường tại dinh tỉnh trưởng và tòa hành chính, nhưng lực lượng bộ binh quân giải phóng chỉ cầm chân được đối phương ít lâu. Ngay sau đó là những lần liên tiếp bị áp chế bởi sức mạnh của tăng thiết giáp và những đợt xung phong rất quyết tâm của các binh sĩ tiểu đoàn 2 Châu Điền. Trên hướng Nam, tối ngày 13 tháng 9 năm 1972, tiểu đoàn 3 Sói Biển với thiếu tá Nguyễn Văn Cảnh làm tiểu đoàn trưởng nhận lệnh xuất kích. Dẫn đầu là đại đội 2 của đại úy Giang Văn Nhân và đại đội 3 của đại úy Nguyễn Văn Thạch. Mục tiêu bằng mọi giá là phải phá vỡ phòng tuyến quân giải phóng tại cửa chính phía đông nam của Cổ Thạch. Đúng 24 giờ đêm ngày 13 tháng 9, không quân Hoa Kỳ ngừng thả pháo sáng. Mục tiêu của tiểu đoàn 3 Sói Biển lúc đó là phải lợi dụng bóng đêm âm thầm bò tới vượt qua bờ hào sâu đầy gạch đá để tiếp cận chân tường thành đổ nát, tung lựu đạn ồ ạt rồi leo lên chiếm giữ, bám chặt vị trí. Khoảng 1 giờ sáng ngày 14 tháng 9, khi đại đội 2 và 3 của tiểu đoàn 3 thủy quân lục chiến bám được tới chân thành, ngay lập tức quân giải phóng đã phát hiện khai hỏa dữ dội. Hai đại đội đi đầu không có đường lùi vì bị kẹt trong hàng rào hỏa lực của pháo và súng cối. Họ chỉ có một đường sống duy nhất là bám sát vào chân thành. Đại úy Giang Văn Nhân, đại đội trưởng đại đội 2 và đại úy Nguyễn Văn Thạch, đại đội trưởng đại đội 3 đồng loạt hạ lệnh xung phong cảm tử. Các binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa lập tức ồ ạt tấn công, mục tiêu tràn lên bờ thành bằng mọi giá. Lúc này, ở cánh trái theo hướng tấn công của tiểu đoàn 3 Sói Biển chính là các đơn vị của tiểu đoàn 6 Thần Ưng do trung tá Đỗ Hữu Tùng làm tiểu đoàn trưởng đang bao vây ở cổng phía tây nam của Cổ Thạch. Một đại đội của tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến do đại úy Định chỉ huy cũng đã bò vào đến chân thành. Sau khi nghe tiếng súng nổ và tiếng xung phong của tiểu đoàn 3 bên cánh phải, đại úy Định cũng lập tức hạ lệnh xung phong. Với hàng loạt trận giao chiến ác liệt như vậy, sức kháng cự của bộ đội quân giải phóng cạn kiệt dần, phần nhiều bị thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa hạ gục bằng lựu đạn, số còn lại buộc phải rút khỏi các chốt trên tường thành. Sáng ngày 15 tháng 9 năm 1972, quân giải phóng lâm vào tình trạng nguy kịch ở mọi phía. Ngay từ rạng sáng hôm đó, sau 24 giờ đỏ súng không ngừng nghỉ, quân giải phóng bị đánh bật vào sâu trong nội thành. Các binh sĩ thủy quân lục chiến đã dựng thành công lá cờ Việt Nam Cộng Hòa trên bức tường thành cổ đổ nát. Đến 8 giờ 30 sáng ngày 15 tháng 9 năm 1972, trận địa quân giải phóng tại hướng Tây dinh tỉnh trưởng và tòa hành chính đều thất thủ. Những người lính còn sót lại phải rút về phía sông Thạch Hãn. Tòa nhà dinh tỉnh trưởng lúc này trong trạng thái hoang tàn đổ nát, chỉ còn tầng trệt chưa sập nhưng cũng phải khom người mới có thể đi vào. Còn tòa hành chính hầu như đã bị san bằng. Sau trận đánh đẩy lui quân giải phóng, tiểu đoàn 2 Châu Điên tuyên bố đã thu giữ một kho vũ khí với hơn 200 súng cá nhân cùng đạn dược đủ loại, 40 thùng lương khô, 13 máy truyền tin và bắt sống 18 tù binh quân giải phóng. Đến cuối buổi sáng ngày 15 tháng 9, nhiều chốt phía đông bắc của quân giải phóng cũng liên tiếp báo tin thất thủ trước sức ép khủng khiếp từ lữ đoàn 147 Việt Nam Cộng Hòa. Mặc dù vậy, cuộc chiến bên trong thành cổ vẫn chưa hề kết thúc. Đại úy Nguyễn Văn Thạch, đại đội trưởng đại đội 3 thủy quân lục chiến thuộc tiểu đoàn 3 Sói Biển đang đứng trên bờ thành quan sát, nhận thấy đã kiểm soát được các căn hầm, khu nhà tù và nhiều vị trí khác trong nội thành, thế nên không thể sử dụng pháo binh vì khoảng cách quá gần, nên phía Việt Nam Cộng Hòa quyết định sử dụng súng chống tăng M72 và lựu đạn tiếp tục tổ chức tấn công các mục tiêu là các miệng hầm nơi còn một số quân giải phóng đang trấn thủ. Trước thế bao vây của đối phương, các lực lượng quân giải phóng mỏng dần, các chốt liên tục bị đánh bại, phải rút chạy về cổng thành phía tây bắc gần sông Thạch Hãn. Chiều ngày 15 tháng 9, phần lớn Cổ Thành, Đinh Công Tráng đã nằm trong diện kiểm soát của thủy quân lục chiến Việt Nam Cộng Hòa. Tuy nhiên, tường thành cao trung bình 4m có những đoạn tháp kiên cố cao tới 9m, dưới chân dài đến 12m, tất cả đều bị bom và đạn pháo cày tàn nát. Cả thành giờ đây chỉ còn là đống gạch vụn không khác gì một tàn tích. Đến đêm ngày 15 tháng 9 năm 1972, quân giải phóng pháo kích dữ dội vào đội hình của hai tiểu đoàn 3 và 6 thủy quân lục chiến để yểm trợ cho các đơn vị bộ đội còn lại đang cố thủ trong thành. Thế nhưng, những loạt pháo đó cũng không mang lại kết quả nào đáng kể. Rạng sáng ngày 16 tháng 9, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đồng loạt xung phong và những tổ kháng cự cuối cùng của quân giải phóng trong thành. Phía quân giải phóng cũng đã chống trả mạnh mẽ nhưng chỉ duy trì được trong nửa giờ và sau đó bị đánh bật khỏi phòng tuyến. Trước tình hình không thể cầm cự thêm, các sĩ quan chỉ huy phía quân giải phóng buộc phải hạ lệnh rút lui. Thứ tự rút sẽ ưu tiên thương binh đi trước, tiếp đến là các đơn vị trực thuộc tiểu đoàn 2, trung đoàn 48, tiểu đoàn địa phương K8 và các đơn vị trinh sát nhận nhiệm vụ bảo vệ đội hình rút lui. Ban chỉ huy trung đoàn
với sự bảo vệ của đội vệ binh sẽ là nhóm rút cuối cùng. Lúc này, các lực lượng cần phải di chuyển qua phía bên kia bờ sông Thạch Hãn, nhưng do số lượng xuồng cao su có hạn nên các bộ đội bị thương nặng được ưu tiên qua sông trước. Những người bị thương nhẹ hơn sẽ được đồng đội dìu giúp bơi cùng. Nhưng mọi người hầu như ai cũng trong tình trạng kiệt sức, lại thêm bom đạn trút xuống không ngừng. Cùng những cơn mưa nặng hạt khiến nước sông chảy mạnh đã dẫn đến tình trạng nhiều bộ đội bị nước cuốn trôi trong sự bất lực đến xót xa của đồng đội. Phía bên kia bờ, các đơn vị tiếp viện của Trung đoàn 18 thuộc Sư đoàn 325 Quân Giải phóng cũng được lệnh dừng lại, không vượt sông sang phản kích nữa mà nhanh chóng triển khai lực lượng phòng thủ ở bờ bắc sông Thạch Hãn, khu vực Nham Biểu, Ái Tử. Ngay khi nhận thấy có dấu hiệu quân giải phóng triệt thoái, tất cả các cánh quân của tiểu đoàn 3 Sói Biển và tiểu đoàn 6 Thần Ưng đồng loạt tràn vào mọi ngõ ngách trong nội thành nhằm tiêu diệt tối đa lực lượng quân giải phóng đang rút lui. Tiếng súng kháng cự của những người giải phóng thưa dần và sau cùng tắt hẳn, đánh dấu sự kết thúc một trong những trận chiến ác liệt bậc nhất lịch sử Việt Nam. 12 giờ 45 phút ngày 16 tháng 9 năm 1972, lễ thượng cờ Việt Nam Cộng hòa tại thành cổ chính thức được cử hành. Thị xã Quảng Trị nằm trong tay quân giải phóng từ ngày 1 tháng 5 năm 1972. Giờ đây lại một lần nữa đổi chủ. Để có tư liệu đẹp phục vụ truyền thông, các quan chức chính phủ Việt Nam Cộng hòa đã yêu cầu chuẩn tướng Bùi Thế Lân không cho phép bất kỳ phái đoàn báo chí quốc tế nào được tiếp cận sớm. Song song đó, cần phải dọn sạch chiến trường rồi mới tổ chức lễ thượng cờ ở giữa thành và bốn mặt thành để đưa tin chiến thắng một cách long trọng nhất. Chỉ huy Việt Nam Cộng hòa cũng yêu cầu phải có tấm ảnh thượng cờ đẹp như ảnh thủy quân lục chiến Mỹ đã từng dựng tại đảo Iwo Jima, Nhật Bản vào năm 1945. Khi cuộc chiến 81 ngày đêm vô cùng tàn khốc tại thành cổ Quảng Trị và rộng hơn là toàn bộ thị xã Quảng Trị đã khiến cho các bên tham chiến tổn thất rất nặng nề. Chiến trường đổ nát, không còn gì nguyên vẹn, khiến quá nhiều binh sĩ cả hai phía đã mất tích. Vì vậy, rất khó để có những con số chính xác về thương vong của từng bên. Chỉ tính riêng tại khu vực thành cổ, quân giải phóng công bố với 14.000 bộ đội tham chiến, họ đã phải gánh chịu trên 11.000 thương vong, trong đó ít nhất 4.000 bộ đội tử trận. Trung đoàn 48 Thạch Hãn thuộc sư đoàn 320B, đơn vị chiếm giữ trung tâm thị xã Quảng Trị, thiệt hại lên tới 80% quân số. Còn trung đoàn 27 Triệu Hải, từ 1.500 quân ban đầu tử thủ trong cổ thành, cuối cùng chỉ còn chưa đầy một tiểu đội, tức chưa tới 10 người, không khác gì bị xóa sổ. Đại tá Vũ Trung Thướng, trong mùa hè năm 1972, ông mang quân hàm thiếu úy, là chính trị viên của đại đội 5, tiểu đoàn 2, trung đoàn 48 đã kể lại rằng, từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 16 tháng 9 năm 1972, đại đội 5 của tôi từ 120 người, cuối cùng chỉ còn 17 người sống sót, tức là chỉ còn lại hơn 10% quân số. Báo Quân đội Nhân dân Việt Nam số ra ngày 9 tháng 8 năm 1972 đã viết: mỗi ngày có một đại đội vượt dòng Thạch Hãn để tiếp viện quân số, nhưng đêm nay một đại đội tiến vào thì ngày mai chỉ còn lại vài người sống sót. Một tờ báo của Mỹ đã bình luận: kỷ luật, lý tưởng và tinh thần xem thường cái chết đã kết hợp với nhau như thế nào mà các chiến sĩ quân giải phóng vẫn chiến đấu dưới mưa bom B-52. Không có một nhà phân tích nào ở Mỹ có thể giải thích đầy đủ. Theo lời cựu binh Đào Chí Thành thuộc đại đội 14, trung đoàn 95, sư đoàn 325, quân giải phóng miền Nam Việt Nam, các chiến sĩ quân giải phóng đã vào trận với một tinh thần rất hồn nhiên. Thậm chí, nhìn cảnh tượng chiến trường lúc đó, ông Thành còn tưởng mình đang tham gia một bộ phim. Theo lời cựu binh Trần Luân Tín, đại đội thông tin số 18, trung đoàn 95, sư đoàn 325, quân giải phóng miền Nam Việt Nam, ông không thể ngờ rằng mình vừa bước ra khỏi trận chiến khốc liệt nhất trong toàn bộ cuộc chiến. Sau khi quân giải phóng rút quân, phái đoàn Mỹ đã lật lại vấn đề rút quân Mỹ khỏi Việt Nam, đưa ra điều kiện đàm phán là nửa Bắc tỉnh Quảng Trị, các vùng kiểm soát mới giành được trước đó ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đều là các địa bàn chiến lược. Về phía quân lực Việt Nam Cộng hòa, tuy chiếm được thành cổ nhưng cũng phải trả giá đắt. Kế hoạch chiếm thị xã trước ngày 13 tháng 7 để mặc cả tại hội nghị Paris không thực hiện được mà còn phải mất gấp 5 lần thời gian định trước. Để chiếm lại thành cổ, chỉ riêng sư đoàn thủy quân lục chiến trong 7 tuần cuối trận đánh đã có 3.658 binh sĩ thương vong, chiếm 25% tổng quân số. Các đơn vị dù cũng chịu thiệt hại nặng tương đương, còn nếu tính tổng thương vong trong toàn trận là hơn 5.200, chiếm 35% quân số. Tổng quân số tử trận của các đơn vị lên tới 7.756 người, hàng ngàn lính khác bị thương. Thiệt hại lớn của các đơn vị tinh nhuệ này khiến quân lực Việt Nam Cộng hòa cũng không còn đủ sức tấn công tiếp lên phía Bắc. Các chiến dịch Lam Sơn 72A và các cuộc hành quân sóng thần để tái chiếm bờ Bắc Thạch Hãn sau đó đã nhanh chóng bị quân giải phóng miền Nam Việt Nam đánh bại. Hai bên quay về giữ thế giằng co
cho đến khi Hiệp định Paris hoàn toàn được ký kết vào ngày 31 tháng 1 năm 1973. Về phía Hoa Kỳ, do họ không có bộ binh tham chiến trực tiếp nên chỉ tổn thất khoảng 90 máy bay cùng với gần 50 xe quân sự và hơn 20 phi công tử trận. Mặc dù bộ binh Mỹ không tham chiến trực tiếp, nhưng những đóng góp của họ để hỗ trợ Việt Nam Cộng Hòa cũng là vô cùng khủng khiếp. Chỉ trong 81 ngày đêm, người Mỹ đã sử dụng hơn 4.900 lần chiếc B-52, trung bình 60 lần mỗi ngày đêm, hơn 9.000 lần máy bay phản lực các loại, trung bình 111 lần mỗi ngày đêm, ném tổng cộng hơn 120.000 tấn bom, đương lượng nổ gấp 7 lần quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Hiroshima. Hơn 1,6 triệu viên đạn pháo các loại cũng được quân đội Hoa Kỳ sử dụng. Tính ra trung bình, mỗi người lính quân giải phóng phải hứng chịu khoảng 114 viên đạn pháo. Khách quan mà nói, trận đánh trong thành cổ là một thất bại về mặt chiến thuật của quân giải phóng khi họ để mất toàn bộ thị xã Quảng Trị vào tay đối phương. Mặc dù vậy, nếu tính rộng hơn trên toàn chiến dịch, quân giải phóng vẫn chiếm giữ được nhiều địa bàn thuộc tỉnh Quảng Trị, bao gồm khu vực phía bắc sông Thạch Hãn, hai cụm căn cứ Bàn Đạp bên bờ nam sông Thạch Hãn, đó là khu căn cứ phía tây thị xã Quảng Trị, gồm có Tích Tường, Như Lệ, Phước Môn và cụm căn cứ phía đông bao gồm Bích La, An Lộc, Nại Cửu, Long Quang. Ngoài ra, sư đoàn 324 quân giải phóng vẫn chiếm giữ được các vị trí ở cực tây Quảng Trị, nối thông với tuyến đường Trường Sơn. Phía Việt Nam Cộng Hòa dù tái chiếm được thành cổ, nhưng cuộc chiến kéo dài, tốn thời gian gấp 5 lần thời hạn ban đầu. Kết quả tổn thất nặng nề này làm cho các phái đoàn đàm phán tại Paris của Mỹ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không thể áp đảo nhau. Điều đó cũng đồng nghĩa cần phải có thêm một cuộc chiến nữa, vì chỉ ai thắng áp đảo được đối phương trên mặt trận quân sự thì mới xây dựng được tiếng nói trên bàn đàm phán. Cuộc chiến tại thành cổ theo đó được phía Việt Nam Cộng Hòa mở rộng ra đến sang bờ bắc sông Thạch Hãn, nơi đang có các lực lượng rút lui của quân giải phóng từ cầu thành cũng như các trận địa pháo binh, bộ binh quân giải phóng trú đóng tại đây. Cuộc chiến giành lợi thế trên bàn đàm phán Paris tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem trong tập tiếp theo.